Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng chư vị tôn đức hiện diện chứng minh. Kính thưa các vị khách quý, đại diện lãnh đạo chánh quyền tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát và phường sở tại, thưa toàn thể liệt quý vị, nhân tiết Thanh Minh đã trở về nhằm để quý bà con thân quyến của chư hương linh yên nghỉ tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, tưởng nhớ đến hâm ăn cội nguồn, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa phối hợp cùng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương lâm trầm tổ chức đại lễ kỳ siêu và cầu an kỳ siêu chư hương linh được an táng tại nghĩa trang Chánh Phú Hòa, và đồng thời cũng kỳ siêu cho chư hương linh nạn nhân Covid-19 trong đại dịch thứ tư. Nương nhờ công đức chú nguyện của chư tôn đức mà chư hương linh sớm vãng sanh về cõi Phật. Đó cũng là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Về chứng dự buổi lễ, chúng con hành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tài, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Nhận Châu đồng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Viên, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Chơn Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương. Và chúng con hành kính giới thiệu chung sự hiện diện của chư tôn hiền đức, lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cùng quý tôn đức, lãnh đạo chính Ban Trị sự huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh
đáp lời mời của ban tổ chức đồng Quang Lâm trở về để chứng dự buổi lễ hôm nay, kính giới thiệu chung. Về phía các vị khách quý, đại diện lãnh đạo chính quyền, thay mặt ban tổ chức xin được tiếp đón và trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Đương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. Về phía đại diện lãnh đạo công ty, xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Hoa Viên Chánh Phú Hòa. Ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng Giám đốc công ty cấp nước tỉnh Bình Dương. Ông Nguyễn Hiền Chiết, Tổng Giám đốc công ty Chánh Phú Hòa. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc công ty. Và xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền cùng các anh em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng có mặt để tham dự buổi lễ. Bạch quý tôn đức, thưa toàn thể với liệt vị, tiếp theo chương trình vào giờ này xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thiền, trưởng ban tổ chức Quang Lâm phát biểu khai mạc. Kính thưa ông Phan Văn Đương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Kính thưa ông Trần Đức Hịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. Kính thưa Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương. Kính thưa quý vị lãnh đạo, chính quyền, quý Phật tử, quý thân nhân hiện diện hôm nay. Kính đồng kính bạch chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ cầu siêu cầu an nhân tiết thanh minh, lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho toàn thể lãnh đạo công ty gửi lời chào trân trọng, chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị tham dự lễ cầu siêu hôm nay. Kính thưa quý vị, khi chúng ta hiện hữu trên cõi đời này, xác thân trải qua quá trình hành nhân chi mỹ, thì mỗi con người trong chúng ta đều có thâm ân và nguồn tội. Dân gian quan niệm rằng âm siêu thì dương thịnh, mang ý nghĩa người quá cố được siêu thoát thì người sống cũng được an lành. Chính vì thế, ngày nay khi đời sống phát triển và trình độ nhận thức của nhiều người ngày càng được nâng cao hơn, thì trong ngày thanh minh, hầu hết những người thân quá vãng đều đến viếng mộ và khâm nôm chăm sóc, đến chùa để cầu siêu. Lễ cầu an còn nhắc nhở những người còn sống phải năng tạo nghiệp lành để hồi hướng công đức cho người thân đã khuất, trợ duyên cho họ vượt qua bởi khổ trầm lưng bởi những nghiệp lực đã dương mang từ quá khứ. Để lễ cầu siêu đạt được ý nghĩa đúng như mong muốn, cần phải hậu tụ cả ba yếu tố: sự thành tâm của người thân của người quá cố, oai lực của quý vị chư tôn đức hòa thượng chư tăng, và kinh văn giáo lý nhiệm màu của Đức Phật. Sự kết hợp này tạo nên một sức mạnh tâm linh có thể truyền tải chuyển hóa đến thần thức của người quá vãng, giúp họ sớm thoát khỏi cảnh giới khổ đau, tái sinh về cõi lành nơi Tây Phương Cực Lạc. Với tinh thần này, hàng năm vào tiết thanh minh, Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương đều tổ chức lễ thanh minh và cung thiển quý hòa thượng chư tăng thực hiện nghi thức lễ cầu siêu tại Hoa Viên Nghĩa Trang. Đây thật là sự một việc làm đầy ý nghĩa. Đặc biệt, năm vừa qua, chúng ta có nhiều đồng bào không vượt qua được dịch bệnh COVID, cho nên nhiều người thân, nhiều thân nhân chúng ta cũng đã ra đi mà cũng không nhìn thấy mặt người thân. Thì hôm nay chúng cũng nhờ các chư tăng hòa thượng giúp là làm lại cầu siêu. Những giá trị truyền thống về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần hiếu đạo không chỉ đối với đời sống hiện hữu mà còn là sự giao thoa tinh thần giữa người sống và người đã khuất, tạo nên một nét đẹp văn hóa sẽ mãi mãi được tiếp nối và tôn vinh trong đời sống cộng đồng của người Việt Nam.
Thanh minh tuy không phải là cái tích lớn, nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận của con người Việt Nam, bổn phận của con cháu tưởng nhớ đến công lao tổ tiên của những người đi trước. Đây chính là liệp lễ để mọi người báo hiếu trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên. Phong tục tả mộ, sửa sang, thắp hương, dâng hoa quả, hành kính tưởng nhớ ông bà tổ tiên là hoạt động không thể thiếu trong tiết Thanh Minh quan trọng này. Kính thưa quý vị, tiết Thanh Minh năm nay chúng tôi cố gắng thu xếp tổ chức lễ theo tinh thần trong mùa dịch, với tâm niệm duy nhất là tạo điều kiện để quý bà con thân nhân có người thân yên nghỉ tại Hoa Viên nghĩa trang này, bày tỏ tấm lòng của mình đối với người đã khuất trong tiết Thanh Minh. Giờ đây trước Phật đài nghiêm trang thanh tịnh, dưới sự chứng giám của người của mười phương chư Phật và sự hiện tiền chư tăng, quý vị lãnh đạo các cấp, thay lời công ty chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ cầu siêu nhân tiết Thanh Minh năm 2022. Chúc cho buổi lễ cầu siêu thành công viên mãn. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin chân thành niệm ơn ông trưởng ban tổ chức đại lễ. Tiếp theo chúng con hành kính cung thỉnh Hòa thượng Đạo hiệu Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương Quang Lâm phát biểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng. Kính thưa ông Phan Văn Đương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. Kính thưa ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh. Kính thưa ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa. Kính thưa lãnh đạo công ty và nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa tỉnh Bình Dương. Hôm nay trong tinh thần hướng về cội nguồn của dân tộc, hướng về giá trị tâm linh của người Việt Nam, hàng năm như vậy vào dịp Tết Thanh Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa và tại nơi nghĩa trang Hoa Viên cùng với Phật giáo tỉnh Bình Dương và các thân nhân của những người được yên nghỉ tại nghĩa trang Hoa Viên hiệp lực cùng nhau để chúng ta tổ chức một đại lễ cầu siêu cho những người nằm xuống được siêu sanh về Phật quốc và những người hiện tại được bình an trong cuộc sống. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể bà con, chúng ta đã thấu hiểu rất rõ giá trị nhân văn của người Việt Nam trong đạo lý tri ân, báo ân, phong quang hòa nhã, hữu ân bất báo, phi vi nhân giả. Người biết ơn, đền ơn, đó là giá trị đạo đức văn hóa của người Việt bao đời. Với ý nghĩa như vậy, cho nên khi đạo Phật xuất hiện trên mảnh đất Việt Nam thân yêu trên 2000 năm lịch sử, Phật giáo hòa quyện vào dòng chảy về giá trị giáo dục, tâm linh và cái tính nhân văn sâu sắc của người Việt Nam. Chính vì vậy mà Phật giáo Việt Nam với dân tộc Việt Nam là một, mà người xưa thường gọi là Phật giáo với dân tộc Việt Nam hòa quyện với nhau như nước với sữa. Hòa quyện ở đây là bắt gặp cái giá trị về đạo đức, về tính nhân văn, về tinh thần cội nguồn. Một khi chúng ta biết thọ ơn là chúng ta phải biết đền ơn. Và có lẽ bất cứ những người hiện hữu trên cuộc đời này, không thể nào chúng ta nói chúng ta không có thọ ơn.
chúng ta được lớn lên nhờ cha mẹ, nhờ tổ quốc, nhờ người thân để ung đúc, để sanh thành, để dưỡng dục, để hôm nay chúng ta được thành một con người sống có ích lợi cho tổ quốc, cho dân tộc. Chính vì vậy mà giá trị đền ơn để báo đáp những gì mà chúng ta thọ ơn thì chắc chắn chúng ta không thể quên, mà nhất là đối với những người đã nằm xuống. Trong đó có những người hy sinh để đem lại cái sự bình an cho tổ quốc, và trong đó có người thân, có cha mẹ, có ông bà, và những người ra đi để lại những nỗi đau như những người đã ra đi trong cái đại dịch Covid-19. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta một bài học rất sâu sắc về ý nghĩa này. Ngài đã dạy trên cuộc đời này, công đức lớn nhất đó là đền ơn những gì mà chúng ta thọ ơn, đặc biệt là tứ ân: ân tổ quốc, ân đồng bào, ơn cha mẹ và ơn người dạy dỗ chúng ta. Và không có cái tội nào lớn hơn bằng tội bất hiếu với những gì mà chúng ta thọ ân, đặc biệt là ơn cha mẹ và những người thân. Chính vì vậy, tiết Thanh Minh là dịp mà để chúng ta biểu hiện cái lòng thành kính của mình trong việc đền ơn cho những người đã nằm xuống. Trong đó có những chiến sĩ đã hy sinh, có những người đã vì tổ quốc, có trong đó có ông bà, có cha mẹ, có người thân, và những người nằm xuống trong mọi hoàn cảnh. Dù ở hoàn cảnh khác nhau như thế nào thì tất cả những người còn sống của chúng ta phải biết thể hiện để làm một điều gì đó cho những người đó, họ được bình an, được sanh về một thế giới an lành. Và khi được như vậy đó thì hiện tại chúng ta sẽ được chiêu cảm bởi những năng lượng, bởi những cái giá trị thiêng liêng của hồn thiêng sông núi mà chúng ta đền ơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ thọ hưởng những điều cao đẹp nhất. Bởi nếu chúng ta quên đi quá khứ, nếu chúng ta phủ nhận những giá trị của quá khứ, thì hiện tại chúng ta phải chịu lấy những cái quả đau thương. Và nếu như chúng ta biết tôn trọng những gì của quá khứ, chúng ta biết đền ơn những gì quá khứ cho chúng ta, thì chắc chắn hiện tại chúng ta sẽ được bình an, và thế hệ mai sau họ cũng sẽ tiếp tục nối gót những gì mà chúng ta làm hôm nay cho những người đã khuất, những người của quá khứ. Có thể nói đây là một đạo lý nó được nối tiếp từ đời này đến đời khác, và nó ung đúc để trở thành một giá trị tâm linh cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Về giá trị tâm linh, lễ cầu siêu, như ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong bài phát biểu khai mạc của mình, những yếu tố để tạo thành những cái năng lượng siêu thoát đó là lòng thành kính của người thân, sức chú nguyện thanh tịnh của chư tăng để đem những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là một đấng giác ngộ, những gì Ngài nói đều mang một giá trị chân lý và sẽ chiêu cảm được những người quá cố. Và khi những người quá cố nương vào những cái lực, những cái giá trị này, thì họ sẽ được siêu sanh về một thế giới an lành. Nó tạo thành một năng lượng rất cực kỳ quan trọng. Cho nên điều này chúng tôi thiết nghĩ tất cả những người hiện hữu ở đây, khi chúng ta đến với nghĩa trang Hoa Viên trong tiết Thanh Minh này, thì toàn thể tất cả chúng ta hãy đem hết một cái tâm thanh tịnh, đem năng lượng của giá trị tâm linh để hồi hướng cho những người đã khuất. Và khi chúng ta làm được điều này, tức là chúng ta tạo một cái nhân duyên rất tốt để cho những người nằm xuống được siêu thoát. Đây là một cái giá trị mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải làm trong cái buổi lễ trang nghiêm thanh tịnh tại nghĩa trang Hoa Viên, mà lãnh đạo của nghĩa trang Hoa Viên
đã làm trong suốt một thời gian dài cùng với Phật giáo tỉnh Bình Dương để đem lại vừa là đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, vừa là gìn giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống giáo dục về đạo lý con người của dân tộc Việt Nam. Có lẽ tất cả những ý nghĩa này, sự thành kính này, năng lượng này, chúng tôi tin tưởng các vong linh, các anh hùng liệt sĩ, những người nằm xuống cho tổ quốc, ông bà, cha mẹ, người thân, đặc biệt là những người ra đi trong đại dịch Covid-19, họ ra đi trong nỗi đau đớn, ra đi không có người đưa tiễn, ra đi không lễ nghi, không có người an ủi. Đó là nỗi đau của người ra đi và cũng là nỗi đau của người còn sống. Và hôm nay chúng ta tất cả thành tâm cầu nguyện cho những hương linh đó được siêu thoát. Chúng tôi tin tưởng giá trị này sẽ đem lại một kết quả, một thành tựu rất viên mãn trong buổi lễ cầu siêu nhân tiết Thanh Minh năm Nhâm Dần 2022. Thành tâm cầu nguyện chư hương linh thừa tư tam bảo lực được siêu sanh về tỉnh quốc, cầu nguyện cho tổ quốc được hưng thịnh, dân chúng được bình an, nhà nhà được an cư lạc nghiệp. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con thành kính tri ân hòa thượng đã phát biểu. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Nguyễn Hiền Chiết, tổng giám đốc công ty, lên phát biểu cảm tạ. Tự thân phó tổng thư ký kinh tế của phòng hai trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, đồng kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý lãnh đạo chính quyền, quý phật tử, quý thân nhân hiện diện hôm nay. Trong vài phút vừa qua tại ngôi miếu nghĩa trang đã diễn ra phần lễ cầu siêu chí thông minh trong sự trang nghiêm thanh tịnh. Tôi xin thay lời cho lãnh đạo công ty cùng nhân viên trong ban tổ chức xin gửi lời cảm tạ tri ân đến các chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng đã nhấn thời gian quý báu trở về đây để chứng minh buổi lễ. Kính chúc quý thầy pháp thể khinh năng, Phật sự viên thành. Xin cảm ơn quý lãnh đạo, chánh quyền, quý Phật tử, quý thân quyến, có người thân yêu nghỉ tại đây đã dành thời gian đồng trở về cùng tham dự đại lễ cầu siêu tiết thanh minh, giúp cho buổi lễ thêm trang trọng. Kính chúc quý vị luôn sức khỏe và hạnh phúc. Trong suốt quá trình tiếp rước tổ chức, ban tổ chức đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những sơ sót xảy ra, kính mong quý vị niệm tình thượng thứ. Xin cẩn thận, xin chân thành cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là phần hấp hương để cầu nguyện cho chư hương linh sớm vãng sanh. Trước khi cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm niệm hương bạch tam bảo thì xin trân trọng kính mời các vị khách quý, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương, thị xã Bến Cát quan hỷ đến trước bàn Phật hấp hương để cầu nguyện. Phật, vào giờ này các vị lãnh đạo của tỉnh Bình Dương nói trước Phật tiền để thắp hương cầu nguyện cho buổi lễ được thành tựu công đức. Sau khi các vị thắp hương xong, xin trân trọng kính mời các vị trở về vị trí an trọ. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức hoan hỷ quang lâm đến trước điện Phật niệm hương bạch tam bảo. Các vị trong ban âm thanh quan hỷ mở âm nhạc lên.
mình đứng sắp hàng. Sắp hàng 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 mấy cũng được. Rồi, đứng vô. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Phục nguyện tam chú danh hương thiên đàng dĩ quế trầm vũ du phạm phận phương thu thứ lãnh sơn trùng ai nại tùy dạ thất nội kiết tường dân như tác cái thổi khí dĩ di đà lục thu khả tán ư thiên kim nhất chú năng quân tạm thế tiền cung Thích Ca điều ngự thứ cúng Di Đà bổn sư Tây Thiên Đông độ tịnh bàn tiếp chúng ư tư thời tức hữu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quốc Bình Dương tỉnh bên các thị xã công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương tỉnh lãnh đạo công ty nhân viên Hoa Viên nghĩa trang Hiệp Phật giáo Bình Dương tỉnh cặp thân nhân có người thân an trí nghĩa trang Hoa Viên cùng lãnh đạo các cấp thành tâm thiết lời cầu siêu thanh minh tiết nhâm dần niên cầu nguyện chư hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn chư hương linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh chư hương linh an táng tại nghĩa trang Hoa Viên cặp cầu siêu cán bộ y bác sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 cùng tất cả các nạn nhân tử vong vì đại dịch Covid-19 thừa từ tam bảo lực thính pháp văn kinh ấp xã mê đồ giảng sanh tịnh quốc thứ nguyện cầu quốc thế dân an gia gia ba tánh an cư lạc nghiệp thái bình đại chúng đẳng duy nhật phần hương tâm thành khấu thụ cung can với hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương hoàng minh dân đài biển pháp giới cúng dường hương cúng dường vô lượng thập phương Phật cúng dường vô lượng thập phương Pháp cúng dường vô lượng thập phương Tăng Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô hương dân cái Bồ Tát Nam mô hương dân cái Bồ Tát Ma Tát chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật Đà Gia chí tâm đảnh lễ Nam mô thập phương tận hư không giới
nhất thiết chư đạt mã gia. Khi tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Giới, nhất thiết chư hiền thánh tăng già gia. Thông minh chiêu giám địa tạng từ tôn tiếp đệ chương hồn. Nam Mô A Di Đà Phật Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm. Tất thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ Chiêu Kiến Ngũ Ân Giải Công Đồ Nhân Thiết Khổ Ách. Lời tự sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sang thọ tướng hành thức. Thì xa lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm, thì cô không trung vô sắc vô thọ tưởng. Nhàn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương, vì xung pháp vô nhàn giờ nại chi. Vô 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 minh diệt vô vô minh tần nại chi. Vô lão tử diệt vô lão tử tần, vô cố tập diệt đạo. Vô đắc dĩ vô sở đắc cố bồ đề tạc, nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hậu. Lý niên đào mộng tường cụ canh niết bàn, tam thế chư phần y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố. Nào Đa La Tam Miều Tam Bồ Đề Cố Trí Bát Nhã Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thì Vô Đằng Đằng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thiệt Bất Hư Cố Thiệt Bát Nhã Ba La Mật Tất thiệt chủ duyên yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề. A di đà bà già đa ta già đa điện già ta. A di rị đô bà thầy a di rị đa tất đam bà thầy a di. Đề a di rị đa tỳ ca lan đa già di nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đa bà già đa ta già đa điện già ta a di. A di rị đa tất đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đa a di rị đa tỳ ca lan đa già di nị già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô già đa điện già ta a di rị đô bà tỳ a di rị đa tất đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lan đế a di rị đa tỳ ca lan đa già di này già na chỉ đa lệ ta. Thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Âm Bồ Tát Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Ni Đạo
cố tâm liên ngữ quá a di a phụ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời khóa tụng kinh của chư tôn thiền đức đến đây đã thành tựu như pháp và viên mãn. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức. A Di Đà Phật. Hai mặt ban tổ chức chúng con kính thỉnh chư tôn đức cũng như các vị quan khách quan hỷ trở về khách đường để dùng trà nước cùng với ban tổ chức. A Di Đà Phật. Tiếp theo là buổi lễ đăng đàn chuyển tế để siêu tiến cho chư hương linh được an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa. Chúng tôi xin hai mặt lãnh đạo công ty xin trân trọng kính mời toàn thể quý thân nhân trở về đây tham dự thì các vị quan hỷ nén lại vài tiếng để đồng cầu nguyện chư tôn đức trong ban kinh sư sẽ cử hành lễ đăng đàn chuẩn tế tiếp theo chương trình buổi chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Thì
thanh lương địa vô tạc mà. Thế thì ma bàn đa sa mê tát bà ta đầu du bằng thề dựng tát bà tát đa na ma ba ya ma bạc đầu đắc tiệt ta án a bà. Bà tát bà ma ra ma ra ma e me ra dẫn câu lô câu lô kiết mong đầu lô đầu lô bác xà gia đế ma bác xà gia đế đà ra ca ya ra ma phật ma ra vong đế lây gì ai con nà ấn nà ra sa phật ra sa lợi phật ra phật sa phật ra sa gia hổ lô ma ra hổ lô ê rị ta ra tất rị tăng rị tố rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả đây để đây tăng đây na ba ya ma na ta ba tăng đà ya ta ba ma tăng đà ya ta ba tăng đà du ngài các bạn ra ya ta ba na ra gắn rì ta ba ma ra ma ra ta ba tất cả tăng a phổ cái ya ma ba lấy tăng y ca ya ta ba nam mô a ca ra ca ra ta bà an tới điện đó mạng đa ra bác xà giả ta bà nam mô cam lồ dương bồ tát nam mô cam lồ dương bồ tát bồ tát ma ha tát sở hữu điệp hạ thị phụ giới ích chân vương cận đương tiên đọc tư độ đạo tràng bổn đàn vị điểm kim cứ việc nam quốc bình dương tỉnh bên các thị xã Phú Hòa Thượng Nghĩa Trang Hòa Duyên Kim Dì Phật Trụ Hương Thiết Cúng Phúng Kinh Kỳ Siêu Chấn Tế Siêu Độ Sự Kim Tính Chủ Quyển Hiền Tiết Cập Còn phải nhân duyên lãnh đạo nhân viên công tri chánh phú hòa hoa viên nghĩa tan kỳ siêu phụng gì tư sanh lục đạo thập lỗi nam nữ cô hồn đẳng chúng chiến sĩ trận dông đồng bào tử nạn quan hồn uổng tử siêu mồ lạc ma hữu danh vô vị hữu vị vô danh lỗ đầu tán mạng khí nạn phiêu trầm nhất thiết chữ hương linh an trí trại hòa duyên nghĩa tàn lai đáo an tiền thính phá văn kinh siêu sanh tình độ tư giả kim quả thị nhật do thị vị tăng tu thiết kỳ siêu đạo tràng y pha tấu thiết kim sơn pháp thí vô ngại đại bi tiếng bạc hương hồn vong hồn điệp hạ thị phủ giải ích chân quân khâu chấp tế khứ nhâm dần niên tam quạt sơ cứu nhớt hơi khí điệp nhất như lai tâm điệp động viên thần kiến tán tiền tu bằng hoàng hoa Siêu lạc có
Đà Phật. Vừa qua là lễ sinh đông và giờ này cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm đến tiền để cử hành phát lễ đăng đàn dẫn tế A Di Đà Phật. Giải thoát trì kiến hương hoàng minh dân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát hương cúng dường bồ tát ma tát.
đại từ đại bi mẫn chúng thành đại hỷ đại ra cái hàm thức tướng hào quang minh dĩ tự nghiêm chúng đăng trí tâm quy mạng lễ nhất tâm đảnh lễ thần hư công biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật chư tôn pháp chư hiền thánh tâm tam bái. Tường y nhau
Đà Kỳ An Thế A Tôn hồi
lục đạo khổ. Nàng đương con cử tử à, cậu ơi đăng thường á phẩm chỉ á nhân á trúc vọng lạc biến ở hương hắc hắc à, mình đầu ấy ấy à gió nhất ngã nguyệt mang à, mang à, à nghiệp hải thiểu từ thoàn dục khai cam lộ dồn giá hội đàn nổi tiên tu khải giác à hoàng cái à dân hồng lưng tây tiểu ám sơn bản thiên tinh đầu thơ quan đại địa quả cử phát diện ô viên thước lại quy sầu nguyệt hồng đồ nhân mã bôn gia hương tiêu lâu cổ đinh đang thảm thiết cấm môn cao tả bế xài hô mật tham quan chánh đại nhân tàn quỷ sức chi à thời kiếm thời cư cung tụ qua viên nghĩa trang chánh phú hòa lãnh đạo cùng công nhân viên chức công ty cao thiết ngay đài phóng thí mông sơn cam lộ pháp tượng nhất viên công đức viên mãn sở hữu tham lễ giác hoàng ngưỡng lao đại chúng đồng âm tán dương tam bí a chiều à, chiều chiều à, 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 chiều viên á thiết
Hãy
Nam mô Diễn Viên Dương Bồ Tát. Nam mô Diễn Viên Dương Bồ Tát. Nam Bắc Đông Tây Từ Bồ Châu. Tu Di Đánh Thượng An Cung Điện Đại Địa Cô Hoàng Bồ Tát Thổ Đông Phương Thế Giới Xu Trung ương thế giới Tỳ Lô Ý Phật Trung ấp mũi Thủ chi kiềm kịch nạp ba thiên viên Ngũ thủ ba trung trình Đại đại gia thế tướng hảo quang minh nhi thư nghiêm chúng đăng ký tâm quỳ
đã có ba thông đăng vũ tọa. Sơn xin chi tu lệ tức giới tức
định tức quậy phi mộc phi quá viên thông lai tại nhất phi thần tăng tác khổ chiêu xa giới đàn thần diệt cương kim đầu cung dường tập phương tất trưởng chân ngôn đồng quy chân tế kiết tường ngồi khải cam lộ môn khai cô hồn dông hồn mà Phật tử giang lâm lại dân à pháp phố à trai à dịnh tốt lưng hồi u ám dứt thời khai nam mô dân lai tập bồ tát nam mô dân lai tập bồ tát dân lai tập bồ tát ma ma di đà Phật diện vô ý như dài
Bà già ma bà đa đồ đa đề ta bà lo ai lo
ca đế ca ra đế di ai đề ma bồ đề tăng đo tăng bà ma ra mai mai đi đà dẫn cu lo cù lo kiếp bao nhiêu đồ lo bà xà gia đế ma bà xà gia đế đa ra đế đế nay ta phật ra gia gia ra gia ra ma ba ma ra bồ đề lại na ra tâm bảo ra ta lại bà sa bà tâm bảo ra sa gia hậu lô lô mà ra hậu lô lô ê rị ta ra tân rị tố rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đế rị giả na ra cẩn rị đế rị sắc ni na ba giả ma na ta ba ha tấn đà giả ta ba ma tấn đà giả ta ba tấn đà du nghệ tấn bàn ra giả ta ba na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục kê ya ta bà ma ha tấn đà ya ta bà a ya kiết ra tấn đà ya ta bà a bà đà ma ý tấn đà ya ta bà na ra cẩn trì vạn gia ra ya ta bà ha ma bà lạy tăng ý ra ya ta bà ha nam mô an ra na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lô kiết đế tu vạn ra ta bà hán tớ địa đô mạng đa đa và già gia ta bà hán tớ địa đô mạng đa đa và già gia ta bà hán tớ địa đô mạng đa đa già già ta bà nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát ma ha ta ngũ vương ngũ phật nơi quay thần kiên giới hàng ma biên giác trần kim tiểu tỳ lưu quang thường hiện nhất chim nhất lợi tổng quy chân gợi thủ quy y tô tăng đế đầu diện đanh lê khớ cố chi ngã kim xưng tán đại chứng đệ di quyên từ bi khỉ gia hộ nam mô tán đa năm tam miệu tam bồ đà cố tri nắm đắc địa khang di lai chỗ lai chứng đệ ta bà nam mô chứng đệ dương bồ tát nam mô chứng đệ dương bồ tát nam mô chứng đệ dương bồ tát ma ha ta thời đạo pháp vương tọa nhân thiên vô hộ trì ngã kim đăng hiến mạng phổ thịnh tỳ lô tôn tỳ a a lô y a như Yeah.
tâm dạ bình trung tâm lòng như lại trí ưu cứ rằng vào bất
tịnh thân á kim các tổ trưởng trung tôn phó giáo pháp duyên thường thanh tịnh tịnh pháp giới. Làm ca an làm an làm ca an làm an làm ta ha điểm tình chờ ngón và một cốt chàng lai mi mò nghìn số lùng số lùng gió ngàn và một con chàng lai mi mò nghìn tố lùng càng và một cốt chàng lai mi mò nghìn số lùng số lùng ngàn hoa xứ lai phổ bi dạ hồng ngàn hoa xứ lai phổ bi dạ hồng ngàn hoa xứ lai phổ bi dạ hồng dạ trì bảo linh chân qua xứ lai ta thác vào hồng ngàn qua xứ lai ta thác vào hồng ngàn qua xứ lai ta thác vào ý à ngàn à ngã kim mơ linh na ý sử thân na biến na gì phương sử lễ thân chư thánh ý hiền tất dài dân ý lai tập ma
a chư a quỷ vàng tư thiền căn nội ngoại ma quan tam độc tứ hải đẳng giờ yểm mỗi ba từng cặp ma hoài đau bên ma quả lưng nghe ma biến không mà lương năng giờ mong tôn điên đau dài về ê ly từ phương bác diện phận nào chứ thiên ma chẳng nga ta nga pháp đời thần là ý màng bác đát bí mật diệu và đà ngàn gia thạc lư mô ai tố ô ma lai bô tài ô ma tức sanh đi qua ta tình sanh mô phùng lai mô lai về bà cả tử chi chúng chúng bồ đề chi giam quy di cám cán sản sư tam bảo hưởng sư tam bảo nại mô cô lô về dê nại mô một tết nghe nại mô sạp lù mô dê nại mô tăng cất dê nại mô cô lô về dê nại mô bò khắc dê nại mô học từ mô dê nại mô tăng cất dê ngàn ly ly khi khi hồng hồng bắn thật ngàn thất dị mo khí cổ lai khi hồng hồng bắn thật ngàn ly ly khi khi hồng hồng bắn thật ngàn thất dị mo khí cổ lai khi khi hồng hồng bắn thật ta dạ hồng dạ hồng dạ hồng dạ liệt hương hoa kiến bảo đàn trùng vợ canh nhất hầu đông tâm dung niệm lý hư không điều đó thấy chân như pháp giới quan thức hảo từ bi vô chim ứng hiện dạng tượng sấm la hải ấn thích na ô ca y na như quan thế y âm bồ tát phật thì gia hộ a nan đa công giả
A Nan đại tôn ở giả phương tiện tử tánh văn quay thế kim cam bất hoài đại dòng dân thời tăng du thủy tiêu xuất tứ kim tứ tử tứ giai thành độ tăng huệ tự tầm tâm tánh những thứ quán tượng pháp lưng âm chỉ vô sanh hiện phương tiện thân tiện tử sở phát quyền cô độ nhân phúc ly bảo địa tình vô tôn chân nhãn chi nhiều nguyện an cầu luôn ở tượng phật quán ra nghiêm gì đời ra đi chốn ngoài tân nhân âm quyền ngô tô tôn dân tây giang bồn năng liền dùng cũng bán báo chí trở thành vô lượng quang minh biến cứu thế chư quan bồ tát nguyện an tụ ngàn qua thứ lai pháp căn bảo thể biến thập phương cung kinh thịnh kỳ các mong cảm ơn tu đương diễn dương thi thực chi sơ tiền tu uy kính tam bảo yêu kỳ pháp sự châu long thứ sự hân nhân đại chung từ bi tài thanh ứng hòa chi tâm tính lại phật đại gia dương tu tôn tam giác viên dạng đức cụ nhân đi điều nữ sư án dạ hồng phật thanh đây tư vu cùng chân giới đặng ưng chấp bi quá phổ hữu cùng tam giới thời hoành biên hợp phương xứ trắng pháp lôi mình pháp cổ quảng diễn quyền thiệt giao án dạ hầu đại khai phương tiện lộ dược quy y năng tiêu diệt địa ngục khổ phật tứ dọc dọc quy y năng tiêu diệt địa ngục khổ chỉ tâm tính lại đạt ma giả ly dụng tôn báo tầm tôn ông ngầm tự kết tập ư tây chức án dạ hầu thiên dịch tiền trong đổ tổ sư hằng tiền thiên pháp hành chương sớ tam thừa văn đốn tiền ngũ giao tụng tên phú quý thần pháp long kim ngũ đạo mê thư quỷ chỉ à? Dạ hầu chỉ tâm tinh lấy tăng gia giang chung trùng con ngũ đức sư lục hòa nữ ý đến dài hồ ý phạm đấng đương biển diệu Yeah.
hơi chân cái bó tan mà ý ta cùng đồng quán hoàng đại tâm quy nghi kim cang dầm sư quy phật quy pháp quy tăng tán kim đức tâm tất chỉ tự động đơn niệm đức báo tâm danh kim giác đại trí nguyện tổ chư viên bồ tát chỉ vì ta hơi thần bồ tát bồ đề tâm quy kim pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm thể thủ thập phương điều ngữ sư diễn dương thanh tịnh di diệu pháp tam hội tứ hòa dạy thoát căn nguyện tứ từ bi lâm pháp hội phụng thỉnh tam bảo hương hoa tận hư không biến pháp giới di trần sát độ trung chư Phật pháp tăng kim cang hoặc tích giải pháp thần dương thiên long bát bộ bà la môn thiên nhất thiết tâm chung nam mô nhất tâm phụng thần tận hư không biến pháp giới trần sát độ chung chư Phật pháp tăng kim cang mật tích giới pháp tăng dương thiên long bát bộ bà la môn tiên nhất thiết thánh chúng nam mô nhất tâm bồn thần tận ngư không biên pháp giới di trần sát độ trung chư Phật pháp tăng kim cang mật tích giải pháp thần dương thiền lòng bác bộ bà la môn tiền nhất thiết thanh chung dê nguyện bất di bốn thể lăng mẫn phàm tình thử giả kim thời quan lâm pháp hội hương qua hình cẩn y du và giáo kiện chế mạng nô la di nguyện đảm bảo con từ bi ái nạp thọ ứng hiện ngàn qua siêu la chàng kích lai hồng dân hồng ân hồng ngàn qua siêu la chàng kích lai hồng dân hồng ân hồng ngàn qua siêu la chàng kích lai hồng dân hồng ân hồng đại chúng đồng niệm tam thập ngũ phật đại từ đại bi mẫn chúng sanh đây ngày đây xả thấy hầm tới tướng hải quan minh vị tự nhiên chúng đẳng chi tam vi mạng lễ nam mô thích ca mâu ni phật nam mô bố phật nam mô long tôn dương phật nam mô tinh tấn quân phật nam mô tinh tấn ni phật nam mô bố Phật nam mô hiện vô ngôn Phật nam mô vô quỳ Phật nam mô vô cấu Phật nam mô lý cấu Phật nam mô giống thi Phật nam mô tâm tinh minh nam mô tâm tinh thi Phật nam mô ca lu na Phật nam mô thủy tiên Phật nam mô kiền Đức Phật nam mô chiên đàn con Đức Phật nam mô vô lượng cốt quan Phật nam mô quan Đức Phật nam mô vô Đức Phật nam mô na la di Phật nam mô công đức ca Phật nam mô liên hoa quan vô ý thần tâm Phật nam mô thần tâm tâm Phật nam mô đức niệm Phật nam mô hiện danh tinh công Đức Phật nam mô di đà Phật Phật nam mô đấu kiến đấu Phật nam mô thiện vô bồ Phật nam mô tịnh tắc tăng nghiêm công mô bảo qua vô bồ Phật nam mô bảo liên qua thiện độ ta la thọ dương Phật nam mô pháp giới tạng tăng a di đà Phật viên tu di tu tấn công đức hỏi ông câu ông câu ông giới tinh tu ba quan câu ông tăng giới để dùng ông đó mọi ân như thị vô lượng công đơn ngày nói kim giới tất tăng mọi hồn cơ hồn tinh tâm tăng cô quy kiến Phật đàm ba ngã pháp đẳng hỷ nhất thiết chư nghiệp chúng tất nhiên đi vị tận dương dư chúng sanh giới bất thối đại trí hư không thể giới tạng chúng sanh gặp nghiệp phiền nợ tận như thị tu pháp quán vô biên nguyện kim mô hướng diệt như thị nam mô cầu sanh mô bồ tát ma mô cầu sanh mô bồ tát cầu sanh mô bồ tát ma nga tất tiền tôn giá nam phật hiện được trong ta với những phiếu quán độ tông hành điển bổ tướng a luân ý à a na luân đồng chắp tay mật niệm tâm kinh bát nhã nhất biến
Kiết tỷ kiết tỷ ba la tăng kiết tỷ Bồ đề tăng kiết tỷ kiết tỷ ba la tăng kiết tỷ Bồ đề tăng bà kiết tỷ kiết tỷ ba la tăng kiết tỷ Bồ đề tăng bà khải cao đầu phu nhất thiết chư phật bất nhà bồ tát kim cang thiên đẳng gặp chư nghiệp đạo quan di nguyện đại từ quy giáng lâm bự cao hòa tiếp họ hương qua đằng đầu quán đạo quy quan biểu cúng dường ông tự giống thức qua hương thiên thời diện tứ thí phó hồn quan minh đà lưu hữu ánh thì diệu hương qua đằng đầu quán nhân ta lưu hữu ánh lương tướng giao hồng án vào hồ kiếm đi diệu hương qua tiên hồ cúng dường phù ta lấy qua ba à ba đô bố tồn mấy tồn mấy vé lùi với càng tiên ni vì đi xa phúc càng phúc chân binh tốt là tam mò tức lấy tư vấn lãnh hải tâm nguyên giờ hồng Ai thích lai hồng dài lời tiên châu ni tam bảo từ bi thích tính này ti y y chào kiến tỷ chào lò than mò hai lần niệm giang a lai niệm giang hồ ngàn ta lưỡi hòa tha sa phúc thạc ngà phú chân minh cốc khà tam mò hò tinh lăng đa la gia thương dòng định tỳ duyên tăng con bám bất nhau tình linh vô khổ độ gồm ba thị thất chánh di quan từ tại thứ nhập quan âm tâm ma địa thiền tâm với một quan tâm trung tiểu quý tiên thử nhập quan âm thiền định nam mô do cận tam bảo tôn hạ kim thể pháp bồ đề tam như nguyện từ bi lai tiếp họ các chứng quan âm di diệu tăng thử nhập quan âm tam ma địa thiền tâm với một quan tâm trung tịnh nguyện tưởng được chứng quan minh tịnh liên qua hòa trung ổn nhất quan từ đại tướng nào cũng túc vô thì tối tạ thủ chấp trì diệu liên qua hữu 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 diệp tá ca tê bồ tát tư di hữu tịnh tâm các cụ nhắc hữu chi liên qua tâm quan giới vô hoặc nhiều các vị ca ngô nhất như lai nhâm đến già vô to các các hiện hương quán tự tại hạnh có duyên quan hạnh kiên giả cùng minh đẳng diêu cao quan nhiêu cơ tướng từ quê thư tiện đại trên lượng châu biến hữu không giới tự giác hòa chiếu pháp giới như lai hai hỏi cộng quan đại tự tại liên qua thiệm thấu đồng quý cùng một cái tự tại quan âm ấm gia trì tứ xứ tụng mặt ngôn từ thân diệt đẳng quán tự tại thứ nhập quan âm quán thứ hai sam mô la ký lì không phát làm thí lì o âm qua dư lại sam mô la ký lì không phát làm chỉ thử thiền định thân công đức hồi hướng pháp giới trừ trung thanh đồng kiến tây phương vô lượng quan thành tụ phổ hiền quán đại nguyện dược nhân dục hiểu chi nay mô a sanh chi ngộ a sanh chi tam đa nam tam đề tam đề chi nam tam đề 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 hoặc đại mô a sanh chi ngộ a sanh chi tiến đa nam tam đề tam một đề chi nam tam đề 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 hoặc đại mô a sanh chi ngộ a sanh chi tiến đa nam tam đề tam một đề chi nam tam đề 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 ông do tư ân chung quan tăng lên cô sanh ngũ chi tu điện một thiên một tỳ tử ân chung có yên tự khai tỳ thử ấn chú quát yên tự khai tỳ thử ấn chú quát yên tự khai địa tạ tập cởi
thường như lấy đó quyền bàn quan luân quán trên đây phụng hạnh địa tạng bồ tát ương qua. Phụng thỉnh địa tạng bồ tát hương quan tỉnh nam mô nhất tâm bồn tỉnh chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề địa ngục vị không thể bất thành vật đại bi đại nguyện đại tánh đại từ bồ tôn địa tạng dương bồ tát ba tát hương qua thỉnh nhất tâm phụng thỉnh thử tình phan cai thân huệ qua mang đạo chúng sanh quy cực lạc chi tăng dẫn âm hồn cô hồn thú đạo tràng chi hội u minh lộ thượng đệ dẫn hồn dương bồ tát ma tát nam mô như tâm bồ tát tần quản sở giang tinh tông đây ngũ hoàng diêm là biên thành dân hơi thay bình cái nhịn quân đô hội chiến lương hợp điện chủ diêm ma là giới chọn phán ngầm tây phong đô hợp các từ dương hốc lãnh nhất âm chân a ta duy nguyện từ tâm một đầu trung bí mật con mới vợ kim đại quan tâm pháp hội hương hoa thịnh ni nam mô nhất tâm phụng thịnh nay kinh thịnh mười phương chư Phật tận hư không biên pháp giới mười ở phương thiên long bát bộ thần dương khải tỉnh hộ pháp dẫn hồn ở lai nay con kính nhờ đức địa tạng u minh phóng hào quang để cứu khổ độ ở mây từ bi bản nguyện lời thầy kiếm can độ tận bồ đề đến ở đây xin đức đại thánh A Nan tôn giả dẫn âm hồn giống hồn sáu ngã chúng sanh xin bảo nhau đến tại núi lân này để nghe kinh kệ vàng cam lồ nay hiến cho hai hàng nam nữ lễ vật được toàn thể công nhân viên chức nghĩa trang chánh phú hòa bài các thứ đầy ở mâm vậy giờ đây xương xin trình thành chư hiền thánh giáng lâm pháp đàn nhờ phép bầu tựa nương chư Phật tụng chân ngôn bí mật tối linh âm hồn cô hồn vong hồn mười loại chúng sanh về đây thọ hưởng cơm canh cúng mà à ơi không quá có sẵn sàng ăn uống ít biết nhiều là nhờ lưỡng pháp màu âm hồn cô hồn già trẻ cùng nhau về đây thọ cam lộ pháp thực còn đâu hơn nơi này này chư vị ơi hôm nay nghĩa trang qua viên chánh phú hòa lãnh đạo công nhân viên chức nhận tiết thành minh năm nhâm dần kiến lập đàn tràng thỉnh chư tăng
cao thiết nghi đại phóng thí mong sơn pháp thực. Vậy tất cả dù trai dù gái dù già, hiệp cho đủ mặt đồng hòa đến đây. Ăn rồi hãy quy y Tam Bảo, quy y Phật thì sẽ không còn đó vào địa ngục. Quy y Pháp không đọa vào ngã quỷ, quy y Tăng sẽ không đọa vào bàn sanh. Chư âm linh ơi, dầu có tạo bao nhiêu ác nghiệp, dạy do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết, thì nay các vị phải thành tâm sám hối. À, nay thật thiền sư lại triệu thỉnh và phục nguyện chư âm hồn, chư vong hồn, triệu thỉnh cầu siêu độ hương linh Nguyễn Thị Bưởi, hướng dương 37 tuổi, mất ngày 19 tháng 6 năm 1994. Hương linh Cao Thị Hương, Hoàng Trung Hiếu, pháp danh Thiện Đạt. Cầu siêu hương linh Mai Biển, Phan Thị Lời, Nguyễn Nhòi, Nguyễn Thị Nguyễn, Mai Nhàn, Nguyễn Thị Xiền, Trần Anh Tôn, Trương Thị Hương, Phan Văn Ngờ, Lê Thị Đánh, Dương Văn Say, Nguyễn Thị Úc, Nguyễn Tấn Hiểu, Trần Cộng Năng, Nguyễn Văn Kép, Nguyễn Văn Xéo, Lê Thị Hinh, Cao Văn Chính, Cao Văn Hiền, Lâm Thị Hòa, Dương Tấn Bủ, Nguyễn Quốc Tòng, Nguyễn Ngọc Thanh, Đặng Văn Đạt, Hồ Thị Huệ, Hương Linh Trần Việt Táo, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Lưu, Trần Thế Mỹ, Liêu Cam Dương, Huệ Lan, Châu Thị Tiệm, Võ Văn Rõ, Nguyễn Văn Giao, Trương Văn Lực, Trương Thị Thánh Hương, Trần Ngọc Ái, Lê Văn Hết, Dương Thị Mỹ Khanh, Nguyễn Văn Sương, Nguyễn Văn Độ, Tha Thái Thị Thèm, Trần Văn Bộ, Bùi Đình Thắng, Lương Ảnh Hoàng Sưng, Như Nguyễn Thị Tiếm, Trần Văn Tứ, Lê Thanh Ái, Quỳnh Liên, Phạ Gia Giang, Phạm Phương Nam, Trần Thị Bốn, Dương Minh Thành, Nguyễn Thị Tôi, Trần Văn Đức, Nguyễn Văn Trên, Trương Văn Phát, Đinh Thị Liên, Ngô Thị Hòa, Quỳnh Thị Huệ, Nguyễn Bảo Quốc, Nguyễn Văn Rực, Dương Văn Ý, Nguyễn Thị Tướng, Trần Thị Liêm, Lê Đình Quý, Lý Thành Tường, Trần Thị Năm, Ngô Văn Hùng, Phạm Thị Vàng, Nguyễn Thị Thư, Quách Đại Đô, Mai Thị Dần, Trần Văn Hùng, Phạm Thị Thắm, Phan Văn Lúa, Trần Văn Sơn, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Một, Vũ Đình Long, Trần Đình Niễn, Lê Văn Thẳng, Võ Thị Phương, Phạm Văn Tứ, Nguyễn Quỳnh Lâm, Vũ Văn Phương, Lê Thị Tao, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Ngọc Loan, Vũ Thị Triệu, Nguyễn Minh, Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Thái Thị Hồng Dung, Nguyễn Văn Ngàn, Võ Thị Hồng Lợi, Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Văn Cư, Phạm Thị Sê, Quỳnh Thị Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Lê Thị Bạch Huệ, Lê Minh Nhật, Hương Linh Võ Văn Sớt, Nguyễn Thị Còn, Nguyễn Văn Thành, Phạm Văn Ái, Trương Thị Tốt, Lê Văn Vinh, Lê Hồng Tướng, Nguyễn Thị Tới, Nguyễn Trịnh Thị Lợi, Trần Thị Rục, Đào Văn Bán, Đặng Thị Băng, Phạm Thị Xí, Quách Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thiện Cảm, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Nguyễn Tiết Mai, Nguyễn Phong Lưu, Võ Thị Đua, Trần Ngũ Phát, Nguyễn Tiến Nhiệt, Đào Thị Mai, Nguyễn Diệt Thứng, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Nghị, Trần Thị Quê Gió, Quang Khánh, Vũ Thị Lan, Trần Ngọc Khanh, Trịnh Quang Luân, Nguyễn Văn Ba, Lê Thị Lịch, Nguyễn Thanh Hải, Võ Thị Sưng Lan, Nguyễn Thị Kim Anh, Trần Anh Tuấn, Biện Văn Dũng, Đỗ Hữu Tài, Nguyễn Anh Quá, Võ Văn Tư, Mạc Thị Nhằn, Nguyễn Văn Hinh, Phạm Thị Phích, Đoàn Minh Hòa, Lương Thị Sa, Trần Văn Phân, Lê Văn Khánh, Lương Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Chanh, Phạm Thị Hồng, Ông Mười, Nguyễn Thị Hồng, Lâm Thị Thanh, Thí Hoàng, Ngọc Anh, Phạm Quốc Đạt, Võ Văn Trương, Võ Thị Nhị, Nguyễn Thị Ba, Phạm Văn Cấy,
Lê Văn Lương, Nguyễn Công, Nguyễn Phú Cường, Huỳnh Quang, Trung Tăng, Thị Huệ, Võ Văn Dương, Nguyễn Đình, Trấn Trần, Quang Hưng, Phạm Thị Trấn, Ngô Thị Náo, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Sơn, Thủy Trịnh, Ngọc Hồng, Thảo Lý Thất, Trinh, Nguyễn Thị Lùng, Huỳnh Văn Thắng, Vũ Văn Phước, Bùi Quang Hết, Võ Văn Thành, Nguyễn Thị Ngôn, Lê Thị Sang, Nguyễn Hoàng Nhung, Phạm Thị Mai Linh, Phạm Sưng Trường, Đặng Thị Bê, Nguyễn Thị Cưỡng, Đặng Thị Cát, Ngô Thị Thanh Lan, Nguyễn Văn Tiết, Đoàn Thị Trầm, Dương Ngọc Túng, Đã Thị Ngọ, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Quyết Thính, Nguyễn Thị Vơi, Phạm Nhân Bẩn, Bồ Xuân Quang, Võ Tân Thành, Lê Sĩ Bình, Trần Quang Mệnh, Quang Muối, Ngô Quang Quang, Gió Thị Hai, Trần Thị Liên, Gió Thị Mộng, Nguyễn Văn Trì, Nguyễn Quang Hánh Tính, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Kim Quỳnh, Quang Mai, Nguyễn Văn Bẻn, Đoàn Văn Núc, Nguyễn Quang Thao, Nguyễn Văn Tăng, cùng Thị Gái Lê, Thị Gái Phạm, Phan Văn Anh, Phan Vũ Long Tống, Văn Đo, Phan Thị Đàm, Trần Văn Phương, Trương Thị Gon, Đỗ Phi Hồng, Nguyễn Thị Xích, Đinh Thị Cúc, Nguyễn Văn Sỏi, Lê Văn Đức, Lý Nghĩa, Trần Văn Hạnh, Ôn Thị Huệ, Trần Hữu Phùng, Trần Thị Kim Liên, Trương Văn Vừa Hồi, Xuân, Trần Đức Phục, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Tồn, Nguyễn Thị Phước, Bùi Thị Tư, Văn Lực, Nguyễn Hà Châu, Nhân Hoàng, Trần Văn Hoàng, Phan Thị Nhị, Phan Thị Hường, Nguyễn Thị Thê, Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Mạng, Nguyễn Văn Nằm, Võ Văn Lý, Lê Văn Lạc, Đinh Văn Việt, Nguyễn Thanh Quang, Đinh Xuân Nam, Châu Thị Hương, Trần Thị Dặn, Nguyễn Văn Pha, Nguyễn Văn Chiên, Nguyễn Thị Tưởng, Thê Cao Thị Úc, Hoàng Thế, Lê Văn Dữ, Lê Thị Muối, Phạm Văn Cho, Nguyễn Thị Úc, Trần Văn Kiêu, Nguyễn Thị Năm, Quỳnh Văn Bao, Nguyễn Thị Sung, Lê Văn Hoàng, Đào Thị Kiệp, Nguyễn Thị Giàu, Trần Thị Tiến, Nguyễn Thị Úc, Lê Công Danh, Lê Thị Nhân, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Văn Thẩu, Vương Thị Lùng, Hà Mỹ Huê, Nguyễn Hoàng Châu, Nguyễn Thị Quê, Đỗ Thị Bắc, Lê Thị Trọng, Hà Văn Bé, Gió Thị Ớn, Dương Thanh, Nguyễn Văn Bàn, Trần Thị Nợ Hở, Nguyễn Văn Nằm, Đỗ Thị Danh, Trần Công Minh, Phạm Văn Trương, Nguyễn Văn Hiếu, Võ Thị Mới, Trần Văn Cân, Nguyễn Thị Trao, Đỗ Thị Hầm, Nguyễn Văn Đạm, Nguyễn Văn Đào, Nguyễn Văn Tèn, Nguyễn Văn Chi, Phạm Thị Hồng, Trương Mơ Quang Mỹ, Lê Văn Hùng, Mai Văn Úc. An Văn Tiên, Nguyễn Thị, Nguyễn Bình Dĩ, Nguyễn Va Giang, Hải Dương, Lệ Giang, Phan Văn Mạnh, Nguyễn Bá Lũ, Nguyễn Hoàng Anh, Lê Mỹ Dung, Phan Văn Lăng, Khái Kim, Vô Danh, Võ Thanh, Hải Lương, Thị Tố Nga, Phạm Quyền. Hoàng Thị Lộc, Nguyễn Thị Hà, Bành Thị Đồng, Ngô Thị Diệu, Liên Nguyễn Ngọc Châu, Trần Thị Kim Thu, Liêu Nghĩa, Nguyễn Thị Châu, Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Ngon, Gió Văn Thu Lê, Quỳnh Trang, Phạm Dậu, Ngô Tấn Tùng, Nguyễn Quốc Nam, Gió Thị Thanh Vi, Lê Hữu Tâm, Vũ Hoàng, Đoàn Mai Như, Cường Nguyễn Đức Tài, Quỳnh Hoa, Xe Loa, Nguyễn Văn Ngài, Nguyễn Văn Nhớ, Nguyễn Thị Phơi, Đinh Thị Sánh, Quỳnh Thình, Nguyễn Thị Ánh, Dương Văn Hải, Lê Nguyệt Ánh, Cao Ngọc Lăng, Lê Ngọc Phương, Lý Thị Bãi, Phan Quang Phương, Phan Thị Dậu, Trần Văn Loan, Nguyễn Thị Thu Thí, Nguyễn Thị Mẫn, Nguyễn Thí Quanh, Nguyễn Thị Xế, Nguyễn Thị Bảy, Trương Hùng Dũng, Nguyễn Thị Hoắc, Đặng Thị Cầm, Trần Cáo, Nguyễn Thị Mặn, Võ Văn Đậm, Hồ Duyên Hồng, Trường Thị Liễu, Nguyễn Phúc Đỉnh, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hoàng Không, Quỳnh Thị Thu, Nguyễn Khanh Long, Nguyễn Tiết Ngọc, Võ Thị Tả, Tống Văn Thuận, Đỗ Thị Ánh, Nguyễn Thị Bãi, Nguyễn Thị Tâm, Trương Thị Nờ, Nguyễn Văn Trí, Lê Thị Hiền, Đoàn Thị Kỳ, Vương Thị Vui, Nguyễn Thị Liên, Lê Ngọc Hoàng, Lê Văn Đức, Trần Minh, Lê Bình Hoạt, Võ Thị Rót, Dương Châu, Đoàn Thị Khu Cúc, Lương Thị Trừ, Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Văn Sơn, Trần Thị Quang, Trần Văn Lý, Bùi Văn Chúng, Bùi Huê, Đỗ Vạn, Quỳnh Văn Lùng, Đinh Văn Đông, Nguyễn Tấn Thanh, Hồ Thị Phước, Nguyễn Thị Hô Hồng, Nguyễn Văn Sáu, Đoàn Thị Nguyệt, Nguyễn Bá Hoạt, Lương Âu Xuân Quân, Trần Thị Dung, Trần Xuân Quỳnh, Lê Quân Tấn, Mai Công Nhật, Nguyễn Văn Triền, Bành Công Nhi, Nguyễn Đắc Quế, Nguyễn Thị Minh Hương,
Quỳnh Mỹ Liên, Bùi Thị Mỹ, Chi Phan Hoa, Thanh Nghị, Cao Văn Toàn, Lê Thị Thiện, Trần Thị Lượng, Nguyễn Sinh Sai, Quỳnh Thị Quá, Quỳnh Thị Bất, Trịnh Thị Ngợi, Đỗ Thị Ngoan, Phan Thanh Thắng, Bùi Thị Liễu, Bùi Thị Hiệp, Nguyễn Kim, Dính, Nguyễn Đức Canh, Trần Văn Giàu, Đặng Thị Phương, Bùi Thị Tư, Phan Văn Hoàng, Nguyễn Thị Bảy, Đặng Thị Kiệm, Nguyễn Văn Lứa, Quỳnh Thị Hoa, Quang Thị Ngọc Sáng, Hoàng Thị Phạm, Nguyễn Văn Tứ, Đỗ Ngọc, Bùi Văn Cử, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Chí Trung, Lê Thị Mai, Nguyễn Văn Bay, Võ Thị Lưỡng, Phạm Văn Rê, Phạm Thị Nhiêu, Trương Thị Hiền, Võ Thị Mừng, Trả Đăng Mạc, Lê Thị Ngọc, Lâm Văn Ghê, Võ Văn Lợi, Liêu Văn Trái, Đoàn Thị Thu, Nguyễn Văn Quý, Vương Nghi Hưng, Lê Văn Hà, Nguyễn Thị Liền, Đỗ Thị Kiếu, Vương Thái Bình, Mai Toa, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Bợt, Nguyễn Văn Nhật, Đoàn Thị Lùng, Phan Đức Lương, Trạch Văn Tám, Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Xia, Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Sực Phúc, Nguyễn Văn Mừng, Châu Văn Mừng, Nguyễn Văn Kép, Phạm Tấn Lợi, Nguyễn Thị Nhiều, Đinh Thị Mai, Nông Văn Hoa, Nguyễn Thị Chích, Trần Thị Ba, Nguyễn Di Khanh, Võ Văn Được, Lê Văn Hòa, Trần Thị Đóa, Vương Thạnh, Đào Vương Kim, Nguyễn Nguyễn Cao Tân, Lâm Ngọc Thái, Trần Hữu Kỳ, Đỗ Hữu Thủy, Nguyễn Sằng, Nguyễn Văn Quẻ, Nguyễn Ngũ Hoàng, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thúc Kim Giang, Trần Thị Minh, Đinh Văn Cát, Ngô Văn Xe, Đinh Văn Vĩnh, Trần Thị Chanh, Ngô Văn Lân, Hoan Thị Lại, Ngô Thị Đô, Ngô Thị Năm, Ngô Văn Kiếm, Nguyễn Thị Đành, Ngô Thị Hơn, Ngô Thị Trang, Ngô Thị Bé, Ngô Thị Biểm, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Kiệt, Trần Thị Thật, Nguyễn Văn Anh, Lê Thị Nghĩa, Nguyễn Duy Phương, Ao Thanh Tài, Trần Quang Dũng, Nguyễn Hồng Bắc, Nguyễn Thị Chanh, Lê Thị Hai, Nguyễn Thị Lan, Quỳnh Phước, Quỳnh Thị Huệ, Quỳnh Văn Tùng, Hồ Thị Thanh Thế, Võ Trọng Thị, Đào Quang Dũng, Văn Mô, Phạm Thị Một, Phạm Thị Ngọc, Trần Thị Văn, Trần Tấn Thanh, Nguyễn Ngọc Trúc, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lịch, Trần Quốc Anh, Nguyễn Văn Mến, Trần Đức Thịnh, Lương Văn Hòa, Trần Văn Canh, Phạm Văn Sước, Nguyễn Thị Nhóm, Lê Thị Hiệu, Nguyễn Nhị Giang, Bùi Văn Hoài, Nguyễn Minh Quốc, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Trong, Dương Văn Sang, Hồ Văn Quá, Nguyễn Thị Sự, Nguyễn Thị Hà, Lê Minh Trí, Trần Thị Thánh, Nguyễn Thị Nô, Nguyễn Tùy Phượng, Hồ Trọng, Trần Văn Đỗ, Phạm Thị Lân, Đỗ Văn Đông, Tăng Thị Sách, Nguyễn Thị Tơ, Trần Thị Hà, Trương Thị Chi, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Đông Hải, Lê Bá Chương, Cao Thị Phượng, Đỗ Đình Bền, Phạm Bá Hồng, Nguyễn Thị Lật, Phạm Văn Huấn, Lữ Thị Anh Đào, Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Thị Phơ Thương, Nguyễn Văn Biên, Bùi Thí An, Trần Xuân Phương, Phạm Thị Trai, Nguyễn Văn Mít, Nguyễn Hoài Phương, Vũ Minh Điệp, Vũ Văn Quang, Từ Thị Sáu, Cao Văn Dĩ, Nguyễn Bảo Nam, Vũ Như Quyền, Định Hữu Quyền, Trần Hậu Ti, Hậu Ti, Nguyễn Thị, Trần Hồng Thị, Nhành Đinh Thị Minh, Hồ Nhật Thanh, Phạm Tiến Đạt, Lê Văn Hương, Nguyễn Thị Son, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Riết, Nguyễn Văn Nghĩa, Xu Nguyễn Duy Vinh, Lê Hoàng Tấn, Thái Hoàng Sơn, Quỳnh Thị Nga, Lê Quang Đỗ, Trương Thu Hồng, Quảng Văn Bình, Lê Hữu Túc, Hồ Văn Tiền, Quỳnh Thành Sê, Tạ Thị Điền, Đỗ Văn, Đỗ Viết Văn, Đào Văn Quý, Nguyễn Văn Tánh, Bùi Quang Duy, Phạm Quốc Lâm, Nguyễn Thị Lùng, Lê Văn Khoảnh, Nguyễn Thị Khe, Lê Thị Sơn, Trần Văn Cẩu, Trần Đức Nhật, Phạm Thị Bê, Lê Ngọc Thái, Lê Thị Xài, Đàm Thiện Thanh, Lê Thị Nia, Đinh Gia Lộc, Phạm Thị Mỹ Lợi, Quỳnh Thị Gái, Lê Văn Ón, Phan Đình Nhân, Trương Văn Ký, Quỳnh Văn Lập, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Kìa, Lê Hồng Hạnh, Lê Thái Minh Sang, Đàm Nguyễn Thiện Đạo, Nguyễn Thị Bé, Đạo Văn Mà, Bùi Thị Điếu, Nguyễn Danh Bình, Nguyễn Văn Sáu, Bồ Thị Lạ, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Mẹo, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Nở, Lê Thị Nguyên Thiên, Lương Vũ, Thị Văn, Trần Thị Châm, Nguyễn Thị Long, Võ Văn Cơ, Võ Thanh Vinh, Đặng Văn Kiên, Phạm Hoàng Tùng, Trương Thị Hai, Trần Văn Tây, Quỳnh Văn Minh, Đoàn Thị Tràng, Quỳnh Văn Hùng, Trần Thị Máu, Lý Khách, Trần Thị Chi, Chỉ Lý Thị Trầm, Nguyễn Hữu Thành, Lê Hoàng Thảo, Bùi Tấn Đức, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Kim Anh, Thái Thị Thiên Hoàng, Đinh Đắc Đô, Thành Lộc, Quỳnh Phước An, Lê Thị Kim Oanh, Ngô Văn Phúc, Vương Thị Đấu, Tạ Quốc, Nguyễn Văn Sầy, Nguyễn Ngọc Hoàng, Đào Quốc Khởi, Ngô Văn Sáng, Nguyễn Thị Mai, Ngô Văn Sa, Ngô Thị Thật, Hồ Thị Điếu, Ngô Văn Rực, Hồ Văn Dồn, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Văn Hoàng, Quỳnh Thị Kim, Tô Mai, Thị Thiết Hoa, Trần Trọng Hiếu, Quỳnh Tấn Bảo, Nguyễn Văn Hậu, Trịnh Văn Thanh, Trần Hiền, Nguyễn Đình Chương, Ngô Thị Giá, Hà Văn Bình, Nguyễn Văn Triều, Lê Thị Liên, Lê Đăng Hiển,
Quỳnh Quang Hùng Nguyễn Thị Dưỡng Bùi Xuân Sanh Nguyễn Thị Hân Nguyễn Sơn Tầm Nguyễn Văn Lân Phan Viết Dũng Lê Thị Ngẩn Hoàng Anh Nguyễn Văn Vũ Lê Hồng Minh Nguyễn Văn Triều Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Miến Nguyễn Thị Tắc Lê Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Linh Quỳnh Thuận Liêm Quỳnh Thuận Liên Tuệ Lâm Võ Văn Tài Vương Chí Dũng Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Di Lợi Nguyễn Văn Phát Tam Trần Thị Hương Võ Bổn Lưu Thị Hạnh Vũ Thị Văn Trần Văn Minh Nguyễn Xuân Vinh Trần Hoa Trần Thanh Tướng Vương Văn Bé Phan Đức Tòm Phạm Văn Cư Lê Công Danh Bùi Minh Phương Trương Thị Sang Trần Minh Lộc Lê Thị Kim Quyền Nguyễn Quỳnh Thiên Hằng Vũ Thị Minh Tiết Ngô Chí Bố Lô Lê Thị Khóm Quỳnh Việt Trung Đương Văn Ốc Lê Hoài Việt Kiều Ngọc Liên Hương Kiều Văn An Nguyễn Tấn Long Võ Thị Hoài Lan Quỳnh Văn Dách Quỳnh Văn Dách Nguyễn Thị Con Hoàng Quang Nguyên Nguyễn Chạy Võ Thị Vương Khanh Phạm Công An Phan Thị Kẹp Đinh Thị Cúc Nguyễn Thị Tú Trinh Đỗ Ngọc Minh Tâm Lê Thị Cúc Vũ Ngọc Phương Nguyên Trương Quốc Khang Trương Chí Hào Nguyễn Văn Đẩu Nguyễn Thị Mước Nguyễn Thị Phượng Trần Sơ Sinh Trần Văn Cu Trần Văn Dũng Phạm Thị Đậu Trần Thị Thường Hoàng Nghĩa Thành Nguyễn Quang An Nguyễn Quang Xanh Trần Thanh Bình Nguyễn Hưu Thủy Phúc Lê Văn Thái Trịnh Thị Khoa Lê Quốc Khánh Lý Phước Khang Trần Văn Đô Trần Văn Rớt Trần Văn Xài Trần Văn Còn Đinh Thị Giáp Nguyễn Di Động Hồ Chức Nguyễn Thị Kim Phạm Văn Duyên Đỗ Thị Liên Nguyễn Thị Kim Huy Trần Danh Mạnh Trần Ngọc Tiến Trịnh Mỹ Ngọc Trần Danh Quốc Báo Cao Độc Thạnh Nguyễn Văn Thành Nguyễn Di Nghi Đặng Trúc Phi Thị Giang Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị là Phạm Văn Tòng Phạm Thị Kim Anh Đặng Như Thanh Nguyễn Ngọc Anh Phong Hà Thị Tư Nguyễn Thị Sang Nguyễn Thị Xuyên Lê Lý Ngọc Lan Lê Thị Thọ Võ Thị Hoài Tả Thị Nhàn Quỳnh Văn Ngộ Quỳnh Văn Tấn Trương Thị Yến Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Trung Kiên Trương Thị Chân Lý Hương Đặng Văn Cư Phan Đái Quỳnh Văn Thanh Ngô Thị Cuộc Nguyễn Văn Quang Đinh Văn Thiện Nguyễn Văn Nguyễn Văn Lu Đỗ Nhật Quang Lương Thị Tình Lê Văn Cần Lê Thị Triền Trần Thị Bé Nguyễn Thành Lâm Mai Văn Hà Mai Thành Dũng Võ Văn Tư Võ Thị Kháng Đinh Đinh Văn Phương Trần Văn Tôi Trần Thị Nam Đỗ Kiết Thành Lương Quang Tấn Nguyễn Gia Tùng Văn Nái Nguyễn Văn Khang Võ Thị Hải Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Văn Thọ Trần Đặng Khoa Phạm Bắc Bá Trực Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Lộc Tươi Đào Viết Thể Trần Văn Bạc Nguyễn Hữu Dũng Phạm Văn Sáu Trương Nghĩa Hồ Văn Lợi Hồ Thị Liên Hoa Cao Đình Diệu Ngô Văn Đức Đoàn Minh Lộc Hà Hữu Đa Hà Thà Thành Danh Trần Trung Hiếu Huynh Thị Vũ Đinh Thị Hiền Hiên Nguyễn Thanh Hà Bùi Đức Thọ Bùi Văn Thiện Bùi Hồng Thưởng Nguyễn Văn Do Đoàn Văn Quy Đào Đoàn Phi Hổ Trần Minh Kiện Nguyễn Thị Như Võ Văn Tâm Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Tiêm Võ Văn Phước Trần Thái Sơn Quỳnh Thị Liên Đào Thị Úc Đỗ Thị Kiều Anh Trần Thị Phụng Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Tấn Phong Lê Văn Nhung Nguyễn Văn Mìn Phạm Ngọc Bích Nguyễn Văn Lý Mai Thị Giới Lý Trí Nghiêm Nguyễn Văn Hải Quỳnh Thị Nhàn Vũ Thị Giòn Quách Chánh Phương Nguyễn Thị Ngọc Sơn Nguyễn Thị Thùy Hương Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Bính Lê Tiến Tăng Lý Văn Châu Nguyễn Văn Bột Đoàn Thị Nhiên Nguyễn Văn Bản Võ Thanh Phương Đoàn Thị Ánh Tiết Nguyễn Minh Hồng Phạm Trung Cang Quỳnh Thị Chính Trần Thị Vinh Phạm Bích Thạnh Nguyễn Trung Nhân Nguyễn Thị Phượng Lê Văn Nghịch Trần Minh Thành Trần Văn Mai Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Ngọc Điệp Hiệp Nguyễn Văn An Trần Văn Tuấn Nguyễn Văn Chạy Đỗ Đưng Văn Đưng Nguyễn Thị Trọn Quỳnh Thanh Trâm Quỳnh Trọng Tân Phạm Văn Báo Nguyễn Thị Điền Nguyễn Thị Thịnh Tống Văn Lư Lê Văn Minh Nguyễn Thị Hường Bùi Tấn Đăng Ngô Kim Phụng Trần Văn Nghĩa Nguyễn Thị Hoặc Nguyễn Tấn Cường Đỗ Văn Danh Hoàng Sơn Như Đỗ Thị Tươi Nguyễn Đức Duy Hồ Tấn Thông Lâm Thị Hương Nguyễn Văn Tôn Tạ Trọng Khang Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Lan Nguyễn Văn Đời Trần Thị Tiết Trần Văn Minh Trần Ngọc Trang Phạm Văn Phước Nguyễn Chánh Tâm Nguyễn Thị Ba Nguyễn Thị Rái Đoàn Vĩnh Hồng Lễ Văn Giòn Nguyễn Văn Thình Nguyễn Minh Tiết Quỳnh Thị Chéo Kim Thị Sơn Nguyễn Thị Tiến Lê Tiến Hải Dương Kim Thanh Lý Tiền Phụng Lê Thị Chạy Trần Thị Trai Trần Thanh Sang Trì Mỹ Trần Thị Thua Đỗ Hoài An Đoàn Thị Dực Gió Thị Béo Lê Võ Đăng Nguyên Nguyễn Hà Nam Lê Minh Hải Phan Thị Chấp Đặng Thị Hết Nguyễn Thị Mồm Lê Thanh Hà Thanh Liêm Nguyễn Đình Nhiệm Lê Thị Bánh Trần Bội Kim Quyên
Độ Văn Mỹ Phạm Thị Khi Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lê Thị Sẽ Võ Văn Phấn Lê Thị Úc Trần Văn Lạc Trần Thị Lợi Lê Vượng Gái Lê Lu Minh Việt Trần Thị Được Nguyễn Văn Hàm Bành Ngọc Dương Tàn Thị Thọ Võ Thanh Tùng Thạch Ngọc Tấn Võ Văn Đức Nguyễn Thị Lai Trần Thị Màu Trần Thị Trừ Võ Di Cơ Nguyễn Kim Ngọc Trần Ngọc Châu Lương Thị Thạnh Trần Văn Đa Lê Văn Bầm Nguyễn Văn Cường Tăng Văn Hiệp Nguyễn Thị Bo Nguyễn Văn Dương Bùi Văn Viên Quách Thị Huấn Nguyễn Thị Liên Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Đạt Trịnh Xuân Đài Đỗ Trọng Hải Lê Phú Bình Nguyễn Phú Trường Ngô Thị Hành Trần Thị Tiết Nguyễn Thị Phao Võ Thanh Hòa Phạm Thanh Nhàn Lễ Hoàng Khanh Phạm Thị Lợi Trần Văn Cô Hâu Tấn Kiệt Nguyễn Định Trí Trần Hữu Sang Ngô Thị Thục Trần Xuân Điều Đình Đinh Đinh Thị Văn Phượng Lữ Văn Bùi Thị Hôn Đặng Thanh Nhân Nguyễn Thị Gấm Lê Thị Phấn Nguyễn Trung Thành Nguyễn Văn Về Phạm Văn Nhật Vương Văn Châu Võ Thị Bồn Nguyễn Thế Hệ Vũ Thị Huynh Lưu Bình Đối Lưu Đình Đối Nguyễn Thị Phí Hồ Thị Úc Nguyễn Văn Thăng Lý Thị Hóa Nguyễn Kim Tâm Nguyễn Thị Văn Trương Thị Nga Trương Văn Bảo Toàn Lê Hữu Lưu Bùi Văn Hồng Hoàng Minh Văn Minh Võ Thị Tiết Trương Văn Phương Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Rẻ Nguyễn Văn Phép Phạm Văn Úc Em Bùi Văn Thạch Hồ Thị Mơ Phạm Thị Lan Nguyễn Ngọc Phú Thịnh Đinh Văn Tiểu Phạm Thị Rậu Nguyễn Hồng Phụng Trang Diên Bao Nguyễn Thị Tranh Đỗ Thị Bê Phạm Thanh Phong Võ Thị Bẻ Trăng Trần Văn Đông Nguyễn Đức Mùi Triệu Đình Thiên Nguyễn Văn Huệ Nguyễn Thị Chanh Bồ Thị Đàn Võ Văn Quý Nguyễn Văn Bé Hai Nguyễn Thị Cẩm Thẳng Nguyễn Thị Tam Trần Thị Ánh Nguyễn Thị Nga Phạm Thanh Sĩ Nguyễn Thị Hải Nguyễn Hữu Tài Kha Văn Tài Phan Thị Trinh Trần Thị Hoa Dương Thị Trúng Phạm Thị Đào Nguyễn Thị Rạng, Nguyễn Văn Phân, Phan Thị Lợi, Trương A Bảy, Đặng Thị Chắn, Nguyễn Văn Núp, Phan Thanh Lần, Nguyễn Thị Gái Quỳnh, Thị Ngọc, Phạm Thị Sang, Hồ Thị Cẩm Thí, Nguyễn Văn Quý, Võ Thị Úc Hồ, Ngọc Hải, Trịnh Thị Sang, Lê Thắng Cường, Hồ Ngô, Thị Điệp, Nguyễn Thị Rắc, Lê Thị Thấm Phan, Phạm Văn Vũ, Nguyễn Thị Sá, Nguyễn Văn Nhân, Lý Thị Lợi, Trần Đình Thuận, Nguyễn Văn Thu, Trần Thị Phấn, Lê Thị Hai, Nguyễn Thị Bước, Lê Hồng Phạm Thị Anh Lê Ngọc Bảo Nguyễn Thị Thùy Kiên Phạm Thị Đầm Nguyễn Thị Róng Trần Huê Nguyễn Thị Hai Mai Thị Thanh Loan Trần Văn Thụng Lê Thị Tế Cao Thị Tư Võ Thị Nghe Trương Nguyễn Tượng Tri Phạm Văn Ba Võ Văn Ba Hoàng Đình Liên Hà Thị Nhi Hà Thị Trợ Lê Đức Quế Phạm Hữu Hảo Lưu Thị Sậu Phạm Thị Hương Võ Thị Hai Nguyễn Di Trung Phạm Đức Hiện Nguyễn Ngọc Âu Nguyễn Văn Ưng Nguyễn Kim Luân Trần Thị Xuân Phạm Quý Quỳnh Thị Kim Anh Vương Thế Việt Lê Thị Hòa Phạm Văn Đoàn Trần Thị Nớt Quỳnh Kỳ Trương Thị Lạc Nguyễn Văn Thông Trương Thị Ngợi Lê Thị Hai Nguyễn Văn Niếp Văn Văn Không Lê Thị Mỹ Bùi Đức Quang Đinh Quỳnh Ngô Thị Triền Nguyễn Thị Lan Lê Thị Tâm Nguyễn Văn Quang Trần Đình Lập Nguyễn Thị Tòng Thượng Văn Nam Ngô Thị Phùng Nguyễn Thị Mai Nguyễn Văn Quán Lê Thị Mạnh Nguyễn Bá Vinh Nguyễn Ngọc Hành Lê Thị Nhơn Tạ Thị Nhơn Trần Thị Nguyễn Thị Văn Nguyễn Thị Cam Võ Thành Long Trần Thị Ngoạn Nguyễn Quảng Tuân Trần Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Sáu, Đỗ Thị Lê, Nguyễn Thị Măng, Lê Văn Lương, Lê Thị Cháu, Nguyễn Thị Huyên, Trần Trọng Bình, Nguyễn Công Điền, Nguyễn Văn Quýt, Nguyễn Thị Kim Yến, Quỳnh Thị A, Lê Phái, Văn Thị Thừa, A Nhan An, Hồ Thị Mãi, Hồ Văn Ngà, Lương Thị Biên, Lương Chí, Trần Thị Vái, Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, Đỗ Thị Diệp, Lê Thị Kim Hoàng, Phạm Thị Bén, Trần Thị Bưởi, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Hạnh, Ngô Thị Mắng, Lê Thị Lụa, Trương Văn Tính, Đỗ Thị Yến, Quỳnh Văn Mai, Nguyễn Nam Nguyễn Thị Nước, Thái Thị Bưởi, Nguyễn Văn Quang, Đặng Trường Huy, Chu Thị Bằng, Lê Văn Đạt, Bùi Quang Nhựa, Võ Thị Tiết Mai, Nguyễn Đình Thánh, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Văn Diên, Võ Văn Lâm, Hồ Thị Nga, Trần Thị Hương, Đoàn Thị Tý Oan, Nguyễn Hữu Nhật, Quân Đèo, Vinh Hanh, Nguyễn Thị Bạch, Quỳnh Thị Lan, Nguyễn Thị Tám, Hồ Thị Lan, Nguyễn Thị Nâng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Ba, Đỗ Quốc Tấn, Hồ Phương Thị, Ngân Phan Thị, Nguyễn Văn Áo, Bách, Nguyễn Thị Dung, Quỳnh Văn Cứ, Nguyễn Anh Tuấn, Ngô Minh Diệu, Quang Dũng, Phạm Thị Sứ, Phạm Thị Nhắn, Đỗ Minh Tiến, Trần Đại Hưng, Nguyễn Văn Đê, Ngô Văn Cu, Hà Hữu Quanh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Võ Bá Danh, Nguyễn Văn Mằng, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Hương, Bồ Văn Phết, Nguyễn Văn Trạng, Vũ Thị Nhã,
Nguyễn Thị Bánh, Nguyễn Thị Tới, Nguyễn Văn Thu, Đào Văn Nàng, Võ Thị Lâm, Đỗ Thị Mai, Trần Thị Huệ, Phạm Thị Vinh, Nguyễn Hòa, Lê Phương Hạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thị Dây, Thị Thành, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Văn Đức, Quỳnh Văn Xuân, Nguyễn Thanh Thí, Quỳnh Thị Ánh, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Tư, Trần Quốc Khánh An, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Choan, Trần Văn Biên, Trần Thị Ni, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Thị Ân, Dương Thị Phương, Trần Văn Đương, Nguyễn Thị Chính, Trà Văn Xuân, Nguyễn Thường, Đoàn Văn Nhì, Nguyễn Thị Vé, Khăn Văn Lì, Dương Văn Rành, Trần Sơn Lâm, Đoàn Nguyễn Tấn Sang, Lê Phú Phòng Trương, Phạm Văn Tấn, Đỗ Thị Cúc, Lê Phát Đạt, Trần Văn Trương, Hồ Văn Hái, Trần Văn Dần, Trần Thanh Liêm, Lê Ngọc Kim, Nguyễn Thị Sấm, Nguyễn Thị Hiểu, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Khanh Châu, Tịnh An, Phan Thị Hai, Nguyễn Thị Ngô, Nguyễn Văn Đựng, Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Khanh, Trần Quang Đơn, Lê Thị Sáu, Nguyễn Ngọc Lán, Nguyễn Thị Mến, Ngô Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Chành, Phan Văn Tể, Nguyễn Văn Lợi, Trần Như Huỳnh, Ninh Văn Hiếu, Phan Văn Điệp, Phan Hoàng Diệp, Quỳnh Văn Hiệp, Nguyễn Hữu Sang, Võ Thị Lan, Nguyễn Hữu Họa, Nguyễn Thị Gây, Nguyễn Văn Của, Bùi Xuân Lý, Trần Thị Bông Cúc, Lê Văn Trữ, Nguyễn Thị Hợi, Nguyễn Thị Mơ, Quỳnh Văn Đây, Quỳnh Ngọc Lợi, Phạm Thị Tấm, Lê Hà Chiếu, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Hồng Tráng, Lý Hiếu, Nguyễn Minh Cảnh, Trần Thị Giáng, Võ Dự, Trịnh Thị Hòa, Bùi Đức Huân, Trần Thị Bái, Nguyễn Khanh Sơn, Hoàng Văn Khu, Hồ Văn Tư, Nguyễn Bá Quỳnh, Trần Thị Tâm, Lý Thị Tiên, Nguyễn Hoài Nhược, Quỳnh Thị Trước, Trần Thị Hiểu, Lê Trước, Bùi Quyết Hay, Quỳnh Văn Hằng, Ký Quang, Lê Thị Kế, Phạm Thị Nữ, Nguyễn Trung Khảo, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Út, Trạ Thị Mỹ Nhôn, Trương Quyền Trường, Đoàn Thị Thí Hồng, Nguyễn Minh Hùng, Bùi Thị Khía, Lê Văn Nhỏ, Nguyễn Thị Còn, Trần Văn Hai, Lê Đình Khiếp, Trần Thị Hòa, Trương Kim Khoan, Nguyễn Thị Khanh Tuyền, Phạm Thị Tài, Nguyễn Thị Trừng, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Đình Thành, Ngô Lan Thị, Hoàng Cáo, Hoàng Phó Cáo, Trần Quang Anh, Nguyễn Thị Tới, Ngô Nhì Chống, Phạm Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Nói, Nguyễn Thị Phải, Trần Thanh Thế Hải, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Thánh, Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Thị Quán Hà, Thị Giang, Nguyễn Văn Tâm, Quỳnh Tấn, Hứa Thị Lý, Quỳnh Thị Pha, Nguyễn Lê Thị Có, Trần Tiễn, Đặng Thị Bạch, Mai Đặng, Ngọc Lan, Lê Bồi, Lê Thị Xuân, Thị Thu, Minh Thị, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Văn Đỏ, Lý Thu, Nguyễn Văn Trọng, Lê Thị Diện, Quỳnh Thị Miếng Phan, Văn Vì, Nguyễn Thị Nổi, Quỳnh Thị Sâm, Lê Thị Dặn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tiễn, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Nghiên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Diện, Trần Minh Hồng, Thái Văn Trội, Lê Văn Đẹp, Nguyễn Văn Trơn, Văn Văn Nhỏ, Phạm Thị Sự, Đặng Nhạnh, Đặng Văn Trạch, Nguyễn Thị Nhóm, Thị Nguyễn Thị Mỹ Cao, Ừ Thành Võ Văn Ngạc, Trần Thị Út, Nguyễn Văn Lạc, Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Biển, Nguyễn Đức Ngọc, Kiều Thị Bảy, Vũ Thị Vinh, Nguyễn Đức Phán, Nguyễn Từ Nguyên, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Nữ, Nguyễn Văn Bộ, Lê Văn Đồng, Nguyễn Thị Sang, Quỳnh Thị Có, Nguyễn Văn Đành, Đỗ Thị Hợi, Trần Thị Lập Hưu, Phạm Văn Lưu Phạm, Trần Thị Chính, Hoàng Thị Hải, Nguyễn Thị Vinh, Hồ Văn Đáo, Đinh Văn Quá, Lê Thị Thanh, Mơ Lê Bá Xanh, Cao Thị Bé, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Văn Hiếu, Trần Thị Hoa, Trương Khôi, Nguyễn Thị Bế, Vũ Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Sáu, Trần Văn Đào, Nguyễn Thị Hoa, Đoàn Tịnh, Quỳnh Văn Trai, Trần Thị Nói, Phan Thị Văn, Nguyễn Thị Lô, Nguyễn Văn Chính, Trần Văn Hạch, Trần Thị Quá, Thái Thị Thiệu, Thái Thị Thiện, Nguyễn Ngọc Kỳ, Nguyễn Thị Thường Châu, Thị Hồng Thu, Phan Văn Ước, Nguyễn Việt, Võ Thị Tu, Nguyễn Chi, Miên, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đình Dạng, Nguyễn Thị Dần, Ngô Văn Khóa, Phan Thị Lan, Phạm Thị Phơi, Trần Văn Á Niên, Trần Thị Bãi, Trần Anh, Nguyễn Thị Thu Quá, Bùi Thị Trí Lại, Văn Nha, Trương Văn Húi, Trần Thanh Long, Lê Tấn Thức, Trần Thị Trí, Trần Thị Ngân, Quỳnh Thị Luân, Trần Xuân Tam, Đỗ Hàng Phong, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Thị Thanh Lê, Văn Lợi, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Ngọc Tâm, Trần Thị Sâm, Vũ Thị Hương, Đoàn Công Bình, Nguyễn Thị Hướng, Lưu Quang Sưng, Ngô Thị Quang, Quỳnh Thị Bái, Nguyễn Văn Tiền, Trần Văn Hai, Lê Thị Ba, Dương Thị Huệ, Trần Châu, Trần Lê Minh Sáng, Nguyễn Văn Minh Phạm, Thị Tới, Nguyễn Thị Mạnh, Trần Thị Bích Chi, Trần Thị Ngai, Nguyễn Ngọc Mùi Tống, Mỹ Sơn, Nguyễn Thị Lo, Nguyễn Thị Tô, Hiền Đinh, Văn Ngọc, Bùi Thị Lan, Trần Thị Lý, Trần Trà Văn, Hải Quốc, Văn Mê, Nguyễn Đình, Tảo Câu, Thị Thiên Quân, Văn Xứng, Nguyễn Thị Phước, Thượng Thị Lợi, Đỗ Thị Dự, Võ Thị Ngoài, Nguyễn Thị Trà, Trương Thị Dừa, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Công, Trinh Lê Thị Sang, Văn Phú Đắc, Nguyễn Văn Khi, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Trung, Lê Văn Bang,
Trương Thị Lệ, Phan Thị Sáu, Nguyễn Văn Báo, Nguyễn Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Đỗ, Trần Hành Mộng, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Trung, Lê Thị Ba, Nguyễn Hoàng, Lê Chí Hữu, Trà Hệ Liễu, Ngô Văn Bảy, Lê Văn Khấu, Nguyễn Thị Úc, Lê Xuân Thành, Giang Văn Minh, Trí Độ, Thị Bảy, Võ Văn Màu, Nguyễn Thị Xuôi, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thị Thôi, Mai Văn Thao, Trần Thị Sơn, Nguyễn Văn Thắng, Trịnh Văn Kỳ, Nguyễn Văn Rầy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Văn Hô, Võ Văn Ân, Đặng Thị Bé, Lục Thu Tâm, Phan Văn Sơn, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Kim Hương, Đinh Thị Sinh, Nguyễn Văn Chi, Trần Thanh Tấn, Trần Văn Đực, Nguyễn Thị Sa, Phạm Văn Thành, Quỳnh Văn Nho, Phạm Văn Ba, Nguyễn Thuận Giao, Trương Thị Anh, Nguyễn Văn Văn Thành, Đinh Thịnh Sáu, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Ba, Vũ Thị Hương, Ngô Đức Thấn, Nguyễn Hoàng, Trần Thị Biên, Vũ Thị Nga, Lê Thị Chép, Nguyễn Thị Nhật Hà, Trương Thị Xem, Đỗ Thị Lợi, Quỳnh Văn Ba, Quỳnh Thị Hoa, với Trần Văn Đô, Trần Quế, Nguyễn Đông, Nguyễn Cảng, Nguyễn Thị Tép, Nguyễn Thị Liên, Quỳnh Thị Lầu, Nguyễn Quang Sen, Nguyễn Thị Trọng Bưởng, Lê Thị Tiên, Trương Thị Giác, Trần Văn Tiến, Phạm Thị Quá, Phạm Văn Quá, Trần Thị Sậm, Dương Thị Khiêm, Nguyễn Thị Coi, Phạm Thị Đặng, Trần Văn Sùi, Nguyễn Thị Khiêm, Nguyễn Thị Nhỏ, Cao Minh Sơn, Nguyễn Thị Hương Quyền, Nguyễn Quang Phụng, Hạ Văn Nô, Trần Tất Lưng, Lê Văn Ngân, Lâm Văn Hiền, Nguyễn Thị Sáu, Bùi Mộng Tiên, Nguyễn Hữu Mạo, Đoàn Văn Re, Đoàn Tuấn Linh, Ngô Hoàng Anh, Phạm Văn Khược, Trần Văn Phụng, Nguyễn Quang Sông, Nguyễn Văn Sâm, Đỗ Thị Kẹo, Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Lợi, Trương Văn Thu, Hồ Thị Dê, Đào Xuân Lợi, Bùi Thị Xê, Trần Thị Thiêu, Phạm Thị Ngự, Nguyễn Văn Tự, Nguyễn Thị Được, Lại Quốc Hùng, Trần Thị Lộc, Phạm Đắc Giảng, Lại Thị Tại, Trần Văn Vinh, Nguyễn Thị Sáu, Lê Thị Tư, Tạo Quang Sinh, Nguyễn Thị Cô, Lê Thị Lợi Thu, Lê Thị Thu, Thị Hồ Quang Tá, Văn Thị Bẩm, Dương Thị Tấn, Nguyễn Quang Hạnh, Lê Quang Quý, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Quang Ca, Nguyễn Thị Mạnh, Lê Văn Chiều, Hà Thị Mỹ Hạnh, Trần Văn Be, Nguyễn Thị Tiết, Thái Văn Thanh, Trần Hung Đệ, Bùi Kim Cương, Lê Thị Hí Hương, Phạm Trường Hạnh, Bùi Thị Liên, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Nghề, Trần Minh Châu, Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Văn Chiến, Hồ Thị Tiết Anh, Võ Văn Hưởng, Trần Cư, Trần Thái Do, Lý Thái Hoạch, Đặng Phúng, Trần Thị Trúc, Phạm Văn Khen, Võ Thị Thủy, Phạm Văn Liềm, Trần Thị Xíu. Nguyễn Văn Nôi, Nguyễn Văn Phép, Lan Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Nhân, Lê Ngọc Bé, Nguyễn Văn Tấn, Lê Thị Nga, Nguyễn Thị Lam, Quảng Văn, Nhân Long, Nguyễn Qua Trần Mai, mà có Phạm Mạnh Cường, Danh Văn Tô Vũ Thị Thuật, Thị Bẻo, Trần Đình, Nghi Nguyễn Văn Minh, Phạm Nguyệt Yểm, Trần Danh Chế, Trần Lương, Đoàn Thị Mỹ, Quân Võ Văn Tiến, Phạm Văn Tán, Trần Văn Lê, Ngô Thị Kim Hoa, Mai Văn Thánh, Phạm Ngọc Có Tiếp, Phạm Văn Thường, Võ Văn Đồng, Nguyễn Thị Trọng, Đoàn Văn Thiên, Nguyễn Lê Thị Quê, Lê Thanh Sử, Nguyễn Văn Huy, Lê Văn Nói, Nguyễn Văn Đực, Nguyễn Thị Nhiễu, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Thị Nhung, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Văn Cường, Trần Thị Nhành, Nguyễn Văn Cương, Phan Văn Đê, Trần Thị Huệ, Trần Thị Sỏi, Tống Tàu, Sĩ Thích, Hiệp Đảng Đảng Chư Hương Linh. Này chứ gì ơi, miền ấm cánh lạnh lùng tâm tối, chốn Quỳnh Tiền nhiều nỗi nhọc nhằn, ăn giá đài đợi dứt kiếp căng, cõi tình đâu siêu thăng chưa được, ấy là do tội lỗi gây nhiều nên giờ ít phước đức công, và phải mang phiền não dập dồn, chịu thống khổ phách hồn xin lạc, nay xin cầu chư thờ Phật, Phật quay thần tế bạc, độ hết chư vị được siêu thoát trần ai, nay trai duyên được nghĩa trang hoa duyên kính bài, xin chư vị khắp nơi về đây thọ hưởng, giúp cho
lãnh đạo công ty cùng công nhân viên chức và thân nhân gia đình quyến thuộc lớn nhỏ bình yên, độ tất cả nhân dân ba tánh được tăng trưởng cơ duyên, mười phương sanh chúng bình yên, cùng lãnh đạo công ty được thiên niên hạnh phúc. Này có mấy lời xin chư vị đốn tham sân si và kiên trì giới định tuệ, nghe kinh siêu sanh thập địa, chư tăng xin dùng lời kinh của Phật biến khải thịnh pháp thực gia trì, hà xá chư vị tề lai toàn hướng qua ý à. Mạnh quả diệm chiếu tiêu thành thiết thành lý nhiệm dĩ cô hồn, cô hồn vừa kiểu sanh tình đồ tỉnh tục quan nghiêm bán cậy kinh dược nhân dục liễu tri thân hoàng ưng quán pháp giới thanh như thế gì tâm đại và ra đế và ta bà nam mô đại phương quán Phật quan nghiêm kinh nam mô thường trụ tập phương Phật nam mô hường độ hạ phương pháp nam mô hường độ hạ phương tâm nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô đại bi quán Thế Âm Bồ Tát nam mô minh vương cứu khổ địa tạng vương Bồ Tát nam mô thấy giáo A Nan Đà Tôn giả quy Phật quy pháp quy tăng quy và lữ tổ tôn quy pháp ni dục tôn quy tăng chúng tôn tôn quy và cánh quy pháp cánh quy tăng cánh Phật tử ác nghiệp gia do vô hỷ khâm thân thi đồng thân ngữ ý di sợ sanh nhân thiết phật tử dạy sa mối hữu tình sở tạo chưa ác nghiệp gia do vô hỷ khâm thân thi đồng thân ngữ ý di sợ sanh nhân thiết hữu tình dạy sa mối cô hồn sở tạo chưa ác nghiệp gia do vô hỷ khâm thân thi đồng thân ngữ ý di sợ sanh nhân thiết cô hồn dạy sa mối chúng sanh vô biên hội viện độ viện não vô tận hội viện độ pháp vô vô lượng hội viện hậu vô đạo vô lượng hội viện gần tự tánh chúng sanh hội viện độ tự tánh viện não hội viện đoạn tự tánh pháp môn hội viện hậu tự tánh phật đạo hội viện hạnh an bất ra mạng lăng đàn ảnh ta bà ha án nga lộ lạc kê ta bà ha án bộ bộ đề nghị đi đắc ta nga đa gia ta mùi gia ta rò phạm nam mô ta va ca ra lộ chi đen ta mô ra ta va ca hồng nam mô ta va ta ca nga đa va lộ chi đen ta mô ra ta va ca hồng nam mô ta va ta ca nga đa va lộ chi đen ta mô ra ta va ca hồng nam mô ta rô va gia ta ca nga đa gia ta đi ca hồng tô rô tô rô va ca tô rô va ca tô rô ta va nam mô tô rô va gia ta ca nga đa gia ta đi ca hồng tô rô tô rô va ca tu ro va ga tu ro ta va nam mô tu ro va ya ra ca nga ra ya ra di ca ang tu ro va ga tu ro va ga tu ro ta va yon nam mô tam ma nam mô đà nam mạn yon nam mô đà bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô di sắc thân như lai nam mô quảng bát thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai an chú gia đề thành phật và cô ý a sa chúng phật tự nguyện gia mà hoàn sanh sanh căn tu có hộ ban sanh tịnh độ ý tam ma pháp bồ đề vô căn đắc hạnh như ương đạo công đức vô biên tận di lai nhân kiến hòa tận đạo hòa cực cần chú gia trì ba vi cực quý hà sa chung ngũ tình nguyện giai bảo bản xã sanh cam tông có cô anh sanh tình độ tam bảo pháp bồ đề cô cánh đắc hạnh vô hường đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết hữu tình đồng pháp cực cần chú gia trì cam lo quý quý hà sa chung ngũ hồn nguyện giai bảo bản xã kiên cam tông có cô anh sanh tình độ quý tam bảo pháp bồ đề cô cánh đắc hạnh vô hường đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết cô hồn đồng pháp vân như đẳng vân tự chúng ngã kiên quý như cúng cực viên cao vương nhất thiết phật tử cộng nguyện giữ công đức của cả vương nhất thiết ngài đằng giữ phật tử gia công thành phật đạo như đáng hữu tình chung ngã kiên huy hữu cúng cử hữu quyên cả vương nhớ kiếp hữu tình cộng huy hữu công đức phật gặp vương nhớ thiên ngài đằng giữ hữu tình gia công thành phật đạo như đáng cô hồn chung ngã kiên huy hữu cúng cử hữu quyên cả vương nhớ kiếp cô hồn cộng huy hữu công đức phật gặp vương nhớ kiếp ngài đằng giữ cô hồn gia công thành phật đạo án một lực lăng ta bà ha một lực lăng ta bà ha một lực lăng ta bà ha ngang ngang nắng ta bà và vị nhớ ca hồng ngang ngang nắng ta bà và vị nhớ ca hồng ngang ngang nắng ta bà và vị nhớ ca hồng nhớ ra an tang mò lai a tác ý mò lai a mi mò nâng an tác lai mò hò tịnh gốc lai và hồng ba mò lai a tác mò lai a mi mò nâng an tác lai mò hò khinh gốc lai và hồng an tác mò lai a tác ý mò lai a mi mò nâng an tác lai mò hò tịnh gốc lai và hồng quyến quyến kiên tương
kiết tường, trú giả lúc thời hằng kiết tường, nhất thiết thời trong kia tường gia. Hưởng sự ai nhiếp thọ quyền trú kiết tường, gia kiết tường, ốc mọi hằng kiết tường, mê phật. Quyền chư tam bảo ai nhiếp thọ quyền trú kiết tường, gia kiết tường, trú giả lục hồi hằng kiết tường, nhất thế thời trung kiết tường gia. Quyền chư ngộ pháp thường ủng hộ tứ sanh đăng ngư bổ địa tam mũ tha quá liên trì hà sa ngã quỷ chứng tâm hiện dạng tôi hữu tình đăng siêu tập địa nam mô siêu tập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát nam mô siêu thập địa bồ tát ma tát phục dĩ dân kiến dân như quyển ấy tam giới dược không quê dân phục ấy căn trừ trần tiêu giác duyên tịnh phật tử mô phật phục dĩ chơn nguyên trạm tịch nại tội thanh chi bổn không khổ hải hồng thâm trục vọng ba nhi bất tức do chúng sanh chi nghiệp cảm ký trường kiếp dĩ trầm luân thọ báo địa ngục chi trung vĩnh ly khổ sở chuyển sanh ngạ quỷ chi nội trường nhẫn cơ hư ký vô giải thoát chi kỳ nên hữu siêu thăng chi lộ phật tử dạ mô phật quỷ trưởng Như Lai chư từ quyển hạt giải ác khu chi đáo quyền chú tụng chơn thiên thí cam lồ chi pháp thực đăng nhiên bố cử chúc minh giới chi u độ khổ sử mê lu cứu siêu cực lạc kim giả đạo tràng dĩ thử thí thử công đức hồi hướng khiết di sơn nội diện viên đại sĩ không lãnh tam hợp lục bộ vô lượng vô biên hằng hà xa số chưa ngã quỷ chúng mô phật phục quyện tự tùng khoáng ký tực chí kim sanh khích nghiệp chướng dĩ tiêu dung thiết tội khiên như khanh tịnh quạnh khang phóng phát biến thành bát đức chư liên trì lưu diện giao quy quá tác khắc tăng chư hương cái kim khọ giải quy ngọc khọ đao sơn tặng tác vũ sơn biến dưới huyết sàng hiện bồ đề chi pháp tòa phật tử mô phật mạng phùng cấp quá trăm lò cho đời hồ vẫn tích cái chú dĩ tương phùng của mong giải thoát tích kiếp quan giai cộng hội cấp tục tiêu dương ngọc chủ hưng từ minh quan trì thiện đa sanh phụ mẫu tùng tư nhập thánh siêu phàm lý thế quan tăng tự thứ thừa ăn giải thoát phật tử mô phật thiên thượng mũ si bất thiện nhân gian tứ tướng giai công tu la xã cận sanh tâm địa ngục tức chư khổ não hà sa ngã quỷ hóa diệt não như tánh thanh lương hợp loại hàm xanh xá mỹ đồ với đăng giác ngạn phục nguyện thử quốc độ tha quốc độ vô lượng chư quốc độ nhất thiết hữu tình cộng chứng chân thường nhất thiết thử thế giới tha thế giới vô lượng chư thế giới tài thành Phật đạo tứ ân phổ báo tam hữu quân tư pháp giới chúng sanh đồng viên chủng tri chư Phật chánh pháp Bồ Tát trần trực chi Bồ Đề ngã quy y ngã dĩ sở tu chư hiện căn ngã di loại hữu tình quyền thế xuất thế gian tây quyển sở hành tây quyển sở hành tây quyển sở hành cận y du và giao kiên ti khải pháp viên phổ quyển chư hữu tình giai cộng thành phật đạo phổ viên mãn phùng tâm ấn ngàn quả cứu lai một cái cha một ngàn quá cứu lai một cái cha một ngàn quá cứu lai một cái cha một đại chúng đồng trụng kim can bát tòa bát tự chúng ngàn quá cứu lai tác đồ tu tác ngồi dê mo lại mo lại dê quá cứu lai tác đồ tỷ bồ sát tỷ sát 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 ly thừ vì phu ngõ tô độ phu mì vì phu ngõ lai cái tòa mì phu ngõ tô phu tòa mì phu ngõ tác lì qua tất lì mi tất phu lê dê và tác lì qua cốt lì mô tô trang mì khắc khả khất lì vàng cốt rô hồn 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 có căn tăng tác lì qua tác có khạc quá cứ lai mo mì bon chang quá cứ lai phu ngõ mo
hò tắc mò di tắc rò hò thí thực công đức khổ quá khăn hành vô biên thân vượt giới hồi hương khổ biên pháp giới chư chúng sanh có dân vô luôn vàng thật hạ vương tam thế ấy thế phật chư tôn bồ tát ma tát ma 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 tượng lai tru thuyết môn sơn cam lồ pháp phật nhất viên công đức viên mãn phổ triêm sa giới hòa nam thánh chúng phổ triêm sa giới hòa nam thánh chúng phổ triêm sa giới hòa nam thánh chúng đàn tràng viên mãn trái chủ lễ tứ